khi mà mình nói lý, và cái người nào mà họ lắng nghe theo cái lý, đặc biệt là công khai, thì nó có thể nó biểu bảo vệ mình được. Còn khi mà mình nói lý mà nó không có tôn trọng cái lý, và đặc biệt đằng sau cái cánh cửa đó đó. Ôi, mừng quá. Rồi bây giờ được rồi. Dạ. Chưa bao giờ em sung sướng hơn hôm nay. Thì giải thích cho anh với mọi người hiểu á, là các cán bộ cấp cao của cái chính quyền này luôn luôn chơi chữ. Và hôm nay anh Diêu chơi chữ lại hay quá. chạy, run. Tại sao không phải là sợ hãi hay là run sợ, mà nó là chỉ là run thôi. Tại vì á, run là một trạng thái á, bị động của một con người. Họ thực hiện cái gì đó mà họ không có chắc chắn. À, tại vì họ không chắc chắn được ngay vào chính cái hệ thống của họ, cho nên họ run. Đúng rồi. Và những cái hành động của họ, cái hành động của họ á, là họ không dám ra mặt. À, các lãnh đạo cấp cao, mọi người có thấy á, là họ dám trường mặt ra trước nhân dân không? Họ dám trường không. Mặt ra là ra đường, ra xá không? Họ trốn chui, trốn nhủi ở hầm, ở hang hay là ở trong phòng lạnh nào, đúng không? Và họ để cho cái công an, để cho cái hệ thống dân phòng này kia đối đầu với dân, chứ họ không dám trường mặt ra, đúng không? Thì đó là một trạng thái run. Đó là em cảm thấy là rất là vui ở cái đề tài ngày hôm nay. Thì em muốn lên xin anh vài phút để mà nói phân tích về cái là thực lý thuyết và cái hiện tại. Thì thứ nhất là về lý thuyết thì em nói rồi, run là ở một cái trạng thái là họ đang sợ hãi, họ đang bị động, nhưng mà thực ra là họ đã có những cái bước tiến thực hiện, như là họ cho các thái tử đỏ đi học ở các nước phương Tây. Và về bây giờ là có những em gọi là thái tử đỏ rất là trẻ nhưng mà lại nắm cái số tài sản rất là lớn, để sau này á có thể là ví dụ chuyển đổi ở một cái gọi là một cái độc tài mới, thì con em họ lại nắm cái quyền là cai trị người dân tiếp. Cho nên là họ vẫn có cái tính toán ở đây, nhưng mà họ đang run sợ, họ đang run là những cái hoạt động đó có thành hiện thực hay không, cho nên họ run. Cái thứ hai nữa là họ run bởi những cái câu hỏi của chính ấy, là đồng đội, đồng chí của họ cấp dưới, là tại sao anh không ra anh nói chuyện với dân mà anh lại cứ đẩy là cán bộ cấp thấp như là công an, như là quân đội cấp thấp, như là những gọi là các chủ tịch xã, chủ tịch phó chủ tịch xã ra để mà cưỡng chế nhân dân, mà những người đó phải đối đầu với nhân dân, thì họ lại rất là đang run, tại vì họ không trả lời được cái câu hỏi đó. Họ có thể nói là tôi bận việc này việc kia, nhưng mà bây giờ là nếu như người dân đòi hỏi những cái cán bộ cấp thấp ở cái quyền hạn nào đó mà vượt quá cái thẩm quyền của cái cán bộ cấp thấp, thì yêu cầu là cán bộ cấp thấp sẽ hỏi những cái cán bộ cấp cao là giờ cái vấn đề này vượt quá quyền hạn của tôi thì anh phải ra đi chứ, thì họ lại cứ trốn chui trốn nhủi, cho nên họ là rất là run. Đó là về lý thuyết. Còn về thực tế thì em là sống hàng ngày ở đây, em thấy này, em ví dụ như em đi một cái đám giỗ thôi, thì trong một cái gia đình thì có những cán bộ, thì người dân bây giờ đã dâm gian nói chuyện á, là về cho đặt cho tàu thuê đặc khu, rồi thì những vấn đề xã hội á, là những cái cán bộ đó là trốn chui trốn nhủi về, họ không có dám nói một cái gì cả, có nghĩa là họ run về mặt á, là cái tư tưởng của họ không có hòa đồng được với người dân xung quanh, trong ngay chính cái gia đình của họ, dòng họ của họ là họ cũng run. À, nhưng mà em thấy một điều là nó có cái sự khác biệt so với trước đây á, là trước đây họ có tiền, họ giàu thì họ chơi, là ví dụ như có thể là bỏ tiền ra để cho anh em họ hàng nhậu nhẹt, á, là họ nói là mang tính chất là khoe khoang. Nhưng mà cái người dân á, là người ta mới đặt một câu hỏi á, là lương cán bộ của cấp thấp, cấp địa phương, ví dụ cấp xã, cấp huyện đi, là 3 cọc 3 đồng, mà tiền đâu á, mà nhiều thế, nào thì mua đất, mua đai, nhà cửa các thứ, rồi mua xe, mua cộ. Thì cái cán bộ đó á, là lại cô lập lại là không dám là khoe khoang nữa, lại giấu nhẹm những cái tài sản đó đi. À, thì lại tách biệt với lại chính á, là bà con dòng họ hàng xóm. À, thì nó chính là cũng là cái biểu hiện của cái sự run.
À, Đúng rồi. rồi mới đây là em thấy là có cái sự thay đổi tiếp theo á, là chính cái người cán bộ đó lại đi gần gũi với bà con dòng họ, lại gần gũi với những cái người xung quanh, là bảo là do cái này do cái kia chứ không phải là do họ. Có nghĩa là họ đổ thừa do cái thể chế, do cái cấp trên chỉ đạo nên là họ mới thế chứ không phải là tại họ. Cho nên á, là tại sao họ lại có cái động thái là gần gũi người dân như thế? Tại vì họ cũng run, họ Đúng biết rồi. là đã biết được là những cái tài sản đó họ cướp được nó không có bền vững và họ có thể bị cướp, dân nhân dân cướp lại bất cứ lúc nào, cho nên họ muốn bảo vệ cái tài sản đó, cho nên là họ sẽ là có cái động thái là kiểu như là ăn năn hối lỗi muốn quay trở lại với nhân dân. Đó là những cái cán bộ cấp thấp. Còn những cái em có quen biết những cái em gọi là công an xã à, thì là công an xã thì hay có gọi là những cái đợt tập huấn. Cái đợt tập huấn á, thì nói chuyện với mấy em thì có những em bảo là trời ơi, cái chuyện mà Trung Quốc cái chiếm cái đảo Hoàng Sa và bảy đảo của Trường Sa là mấy em cũng biết. Mấy em bảo trời ơi, tập huấn gì mà không tập huấn chống Trung Quốc nó chiếm hết biển đảo. Tại vì dân ở đây là dân đi biển thì Trung Quốc nó hoành hành ngày đó là dân ở đây biết hết trơn. Đó, mà công an, chính công an đi tập huấn về bảo trời ơi, không có tập huấn gì chống Trung Quốc mà toàn tập huấn á, là chống Chống đảo Cộng, dân. chống tình, Ừ. rồi thì là tập huấn á, là dẹp lòng lề đường để mà cướp bóc hàng hóa của bà con ta. Thế tập huấn làm gì? Mà chính đó là lời nói của các em công an xã. À, nó đi tập huấn về nó nói vậy thì chứng tỏ là đảng đang run, không phải run với nhân dân. Run với nhân dân á, thì cái chuyện đó là run từ bao đời nay rồi, bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà run với chính cái hệ thống của đảng nữa. À, thì phân tích tiếp là cái từ run này nếu mà tiếng Anh á, thì nó là có nghĩa là chạy. Chạy á, thì em đang nhận biết được có hai luồng chạy, nghĩa là các cán bộ cấp cao, cái luồng chạy ra nước ngoài đã có nhiều năm rồi, họ mang tiền bạc, mang tài sản ra các nước phát triển như là châu Âu rồi Mỹ rồi Canada để mua nhà, mua cửa, con cái học hành bên đó. Thì cái sự chạy đó đang bị siết lại bởi luật Maski là đóng băng tài sản và trả người về. Nếu không chứng minh được cái nguồn gốc tài sản đó thì họ lại vẫn tiếp tục run. Đó là các cán bộ cấp cao có đủ tiền, đủ bạc để làm cái chuyện đó. Còn một cái phong trào nữa đang chạy mà rất ít người nhận ra, đó là người miền Bắc đang chạy vào miền Nam. Và em là trong giới làm ăn cho nên là em biết là họ đem những cái tiền mà có thể là họ trước đây là sân sau của đảng, họ có một số tiền, và tại sao họ lại chạy vào miền Nam để mua đất để này kia? Tại vì dù sao cái người dân miền Nam á, họ đã trải qua một cái thời kỳ gọi gọi là cái thời Việt Nam Cộng Hòa, được 20 năm sống trong cái xã hội dân chủ tự do, họ không quá thú tính, họ không quá đến nỗi là tàn sát ác như miền Bắc. Ác như miền Bắc là sao? Cái người trộm chó mà họ có thể vây lại đánh chết mà. Người miền Bắc cũng đã sợ cái dân miền Bắc, có nghĩa là được đào tạo, được giáo dục nhồi sọ một cách thú tính, là khi mà bất mãn lên có thể là giết tấp, à, có thể đánh đập tấp. Cho nên là đang có một phong trào là người miền Bắc có tiền bán nhà bán cửa để mà di chuyển cái nhà cửa và cái công việc làm ăn vào miền Nam. Đó là May cái may xu là hướng em chạy nói của cái em. khía may mà em nói cái khía cạnh đó chứ, mà anh mà nói khía cạnh đó là coi như anh có gạch đá anh xây nhà thoải mái luôn. Tại vì họ Sao nói là đó là phân biệt vùng miền đó. không? À, em là người gốc từ miền Bắc em đi vào miền Nam em mới nói như vậy được, chứ tụi anh mà nói vậy là Anh biết chết sao liền. không? Tại vì em làm ăn là em có mặt ở trong các nhóm là hội đồng hương, à, rồi hội học chung, rồi hội khởi nghiệp, rồi hội là nông nghiệp sạch, à, rồi hội thủy sản. Cho nên là có họ tìm hiểu những người có nguồn gốc Bắc và vào đây sinh sống như thế nào, làm ăn có được không, và họ trực tiếp và họ liên lạc với em, họ hỏi thăm á, là giá đất như thế nào, vào đó ngành nghề nào thì làm ăn được. Cho nên em nắm được cái xu thế đó, là có thực tế thì em mới nói. À, chứ còn không có thực tế thì em không có bao giờ nói được cái chuyện là đặt không thành có. Anh biết sao không? Tại vì em luôn luôn trong người em luôn luôn có một cái tép là cái sổ em ghi chép. Em ghi chép để bà em á, là thống kê xem
là những cái thành phần đối tượng nào nói những cái gì và bao nhiêu đó, thì khi nào em xác định được cái số liệu á là nó mang tính chất là khẳng định nên một cái xu thế thì em mới nói. À, rồi em có là một cái gọi là thống kê về giới công nhân, là giới lao động họ nói gì, thì họ nói á là bây giờ là chịu cái cuộc sống á là cực khổ mà đè nén mà nhục. Công nhân Việt Nam bây giờ là đa số nói, người nói là công ty nước ngoài như công ty Paulsen, rồi công ty may mặc, rồi công ty giày da, các công nhân nói là nhục bỏ mẹ lên, nó bắt làm thế này, nó bắt làm thế kia, nhục lắm. Bây giờ là bao nhiêu năm tháng là chịu khổ cực như thế. Bây giờ nếu như mà người Việt Nam mà đồng lòng á, là tôi sẵn sàng là tôi nghỉ việc một tháng hoặc hai tháng để mà cho nó thay đổi, để mà được sống á, là được tôn trọng hơn, được làm việc là đúng cái sức lao động của mình hơn. Chứ bây giờ tôi không cần là tôi đói nhịn khát một hai tháng cũng được. À, nhưng mà vấn đề là chúng ta chưa liên kết được để mà đồng lòng được như thế. Rất nhiều công nhân là nói nhục lắm, nhục bỏ mẹ lên. Bây giờ sẵn sàng là nghỉ việc, là gọi là chấp nhận là đói khổ trong một hai tháng để nó thay đổi. Chứ còn không có chấp nhận là cứ chịu nhục, chịu hèn mãi được. Đó là những cái xu thế thực sự là trong người dân là nói lên. Đó. Như hồi nãy chị Hoa Cúc Quỳ, thực ra là tên là Nguyễn Thị Tiết Lê, là bữa trước em có liên lạc với cái nick là Hoa Cúc Quỳ, thì không biết là sau khi chị bị bắt, chị có bị đánh đập hay gì, thì em cũng là xin chia sẻ với chị. Nhưng mà em có liên lạc với chị để nói là có một người và một số anh em gần chị ở ngay Bình Chánh, đó là anh Huy Tương, cũng đang nghe ở trong cái diễn đàn này. Thì chị liên lạc với anh Huy Trương để mà có cái sự hỗ trợ gần bên chị, để chị đỡ phải chịu cái sự đánh đập và ngăn cản và gây khó dễ cho chị nữa. À, hồi nãy á, là chị Nguyễn Thị Tuyết Lê, nick trước là Hoa Cúc Quỳ, và vừa nãy là nick là người Bình Định á, hay liên lạc với anh Huy Trương. Anh Huy Trương là cái avatar màu vàng đó, có cánh tay dơ lên đó, là anh ấy cũng ở Bình Chánh, và anh ấy cũng có một số anh em, rồi sau này có thể hỗ trợ chị. À, chị liên lạc với anh Huy Chương nhé. Đó là những người em biết là ở Bình Chánh có thể hỗ trợ chị. À, cảm ơn. Anh Chiêu có câu hỏi nào cho em nữa không ạ? Thế này, thấy cái chữ run này hay quá. Ừ. Anh thì trước khi em đặt câu hỏi á, thì anh chị nói một chuyện. Hồi nãy giờ có mấy bạn ý kiến là em để cái chân lên thì làm cái nhiều người coi như là bị không mất tập trung, là cứ lo nhìn cái chân của em chứ không có nghe cái lời nói của em, cho nên nó hơi bị rối loạn một chút. Còn cái chuyện câu hỏi á, thì anh thấy nó như thế này nè, cái vấn đề gọi là di cư ở trong cái đất nước Việt Nam nó không có lớn bằng cái vấn đề gọi là di cư ra bên ngoài. Tại vì khi mà một cái chế độ mà nó thay đổi, cái di cư đâu trong cái đất nước Việt Nam nó cũng không có chạy đi đâu được hết. Nó cũng sẽ thiết lập lại cái sự công bằng nào đó. Còn chạy ra bên nước ngoài bây giờ nó là một cái điều vô cùng khó khăn. Tại vì nó bị những cái áp lực về cái vấn đề gọi là phải minh bạch, phải rõ ràng về vấn đề tiền bạc. Tại vì rõ ràng là những cái đất nước, anh giả sử như đất nước Úc, người ta không có ưa những cái trò gọi là tham nhũng, vác tiền tham nhũng đi ra bên ngoài. Và đặc biệt là người dân Việt Nam ở nước ngoài họ cũng không có ưa mấy cái chuyện đó. Thì họ có chạy được qua bên Úc chẳng hạn á, thì họ sống ở những cái miền rất là xa xôi, hay là những cái chỗ mà họ xa lánh để mà họ tự sống, thì có mang tiền ra nước ngoài sống như vậy, sống cũng rất là khổ sở, giống cái chuyện gì mà vui sướng hết á. Còn mấy cái ông cán bộ nghe bây giờ có tiền cũng không có dám tiêu xài, đâu có cái gì đâu mà sướng, phải không? Ăn có tiền mà không dám xài, có tiền cũng không dám khuê, nó còn khổ hơn là không có tiền nữa đó. Cho nên hồi trước còn cái giai đoạn mấy ông nội là có tiền thì tự nhiên đem ra khuê mấy ông công tử, mấy cái ông gọi là các coi như là gì đó, dân chơi xài thành với lại dân chơi hà thành, bắt đầu sắm xe sắm cộ. Nhưng mà phải khuê chứ, sắm xong thì phải khuê đó. Mà khuê thì bị dân đập, cho nên bây giờ ức lắm, có tiền không có dám xài. Mà chẳng những bây giờ không dám khuê vì sợ dân chửi, mà nhiều khi bây giờ khuê nhiều khi ăn đòn nữa là không chừng. Chứ thực ra bây giờ ngay cả nó có tham nhũng nó cũng đâu có sung sướng khỉ gì đâu, đúng không?
nó chui rút ở một cái góc nào đó để mà nó sống, nó hưởng thụ một cách coi như là thầm kín, một cách coi như là khổ sở, chứ nó đâu có được công khai mà vênh váo nữa đâu. Thấy không? Cho nên nó rung ở một cái góc độ đó là cái rung cũng rất là ghê gớm, chứ nó không phải là đơn giản là nó rung là đến cái ngày mà nó bị phán xét đâu. Cái giai đoạn mà trước khi phán xét nó mới bị rung ghê lắm, chứ không phải là rung vừa vừa đâu. Vâng. Thứ nhất là xin lỗi mọi người là cái ghế em ngồi nó không có chỗ gác, nhưng mà em là thể hiện là cái sự thoải mái. Nếu anh chị có thấy phản cảm thì em xin lỗi. Để em nói tiếp là hai cái luồng chạy đó là nó thế nào. Thứ nhất là đối với những cán bộ cấp cao, cái tiền bạc đó, cái tài sản đó họ có được bằng cách cướp của nhân dân, thì họ có đem đi đâu thì cũng bị truy ra cái nguồn gốc đó là cái nguồn gốc là không hợp pháp. Cho nên với cái tư duy cướp đó, họ đi đó, bất cứ đâu trên thế giới này họ cũng bị phỉ nhổ, và họ cũng sẵn sàng là bị thu lại bất cứ lúc nào bằng cái thể chế là minh bạch, bằng cái luật Maski. Họ chỉ có tham nhũng và cướp bóc được an toàn nếu như họ đem tất cả những thứ đó đi cung trăng. Còn đối với những cán bộ cấp thấp, họ có thể đang di cư từ miền Bắc vào miền Nam, nhưng mà nếu như có sự thay đổi về thể chế triệt để thì họ cũng sẽ bị truy ra nguồn gốc cái tài sản đó nó là không hợp pháp. Có nghĩa là cái họ đang đối diện với cái nỗi sợ nhất của con người, đó là nỗi sợ về tinh thần là không được người dân ủng hộ, người dân phỉ nhổ, người dân đòi truy cái nguồn gốc cái tài sản đó ra. Cho nên họ đang chạy hai cái xu hướng là cán bộ cấp cao chạy ra nước ngoài, cán bộ cấp thấp thì chạy vào miền Nam để đỡ bị cái sự truy sát là mà thú tính ở miền Bắc, thì họ vẫn phải đối mặt với cái sự gọi là cô đơn hay là cô độc về tinh thần, là họ luôn luôn sợ hãi bị truy ra những cái tội ác mà họ đã gây ra. Cho nên là mọi người không phải lo, họ chỉ đang chạy lòng vòng trong cái vòng luẩn quẩn thôi. Còn họ không thể nào có một cái lối thoát nào cả, họ đang vô cùng bất lực và họ đang vô cùng khổ sở. Cho nên đó là trạng thái run của họ. Lâu nay cán bộ cấp cao họ luôn luôn chơi chữ, họ luôn luôn đặt ra cho người ta suy nghĩ những cái câu. Ví dụ như họ xây cái đài tưởng niệm cho Hoàng Sa, họ đặt lên đó một cái tên là Ngày Mai Gặp Lại Hoàng Sa. Mọi người mới đọc qua mà không suy nghĩ thì nghe có vẻ là nó bình thường, nhưng mà thực sự là bất cứ lúc nào mà đọc cái câu Ngày Mai Gặp Lại Hoàng Sa có nghĩa là vẫn là ngày mai mới gặp lại, chứ không bao giờ. Cho nên họ rất chơi chữ, thì lại gặp hôm nay gặp anh Diêu lại còn chơi chữ còn cao hết đó, cho nên họ run là phải rồi. Đúng rồi, cái chuyện mà anh muốn đưa ra cái khía cạnh run ở đây á, là nó nằm ở trong một cái giai đoạn tâm lý mà họ phải tìm cách họ khỏa lấp hoặc là tìm cách họ củng cố nó, nhưng mà thực tế là họ không có củng cố được. Tại vì bây giờ rõ ràng là cái mạng xã hội này nó có cái tác động ghê gớm lắm. Và nó làm cho những cái người mà gọi là hồi giờ, đặc biệt là cái đám mà nó gọi là dân chính đảng á, cái đám mà công ty này công ty nọ, rồi nó cũng không phải là thuần thành và theo đảng hay cái gì hết, mà nó ngồi ở một cái vị trí, ngay cả nó lên nó làm hiệu phó, hiệu trưởng, nó cũng phải là vô đảng. Chưa chắc là nó yêu đảng hay là nó cũng trung thành với chế độ cái quái gì hết, mà rõ ràng là gia đình nó, dòng họ nó bắt đầu phải đối diện những cái khó khăn. Thì cái đám dân chính đảng nó lung lay, mà nó cái đám gọi là dân chính đảng nó lung lay á, nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy khác về cái đám mà gọi là thuần thành đảng. Nó đang nằm trong một cái cơ chế mà đặc biệt là trong cái gọi là cái lực lượng vũ trang và cái lực lượng trực tiếp bảo vệ chế độ. Tại vì không ít thì nhiều, nó cũng có những cái dây mơ rễ má trong đó, nó có những cái sự liên hệ trong đó. Rồi tự nhiên mình thấy rõ ràng cái thanh gươm về cái lá chắn nó càng ngày nó càng mỏng đi đó, và bắt đầu cái tâm lý về cái chuyện gọi là cái ích lợi của nó. Tại vì ngày xưa nó đặt để lên cái vấn đề gọi là cái lý tưởng, là nó sẵn sàng nó hy sinh vì cái lý tưởng. Thì bây giờ cái đó nó không còn nữa, thì bây giờ nó được cân đo đong đếm bằng cái giá trị vật chất, mà cái giá trị vật chất nó càng ngày nó càng kiệt, thì đương nhiên là nó bắt đầu nó phải ngồi nó tính lại chứ. Nó thấy cái đó nó không có đáng cái đầu tư. Tại vì chui vô, ngay cả chui vô công an 113 phải chung chi là 500 triệu, đúng không? Rồi ngồi trên cái ghế cao hơn nhiều khi 1 tỷ,
thì phải lấy lại cho được cái vốn đầu tư chứ. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là càng ngày nó càng suy sụp, không có lấy lại vốn đầu tư nó lỗ. Chẳng những nó lỗ mà nhiều khi ra đường ăn đòn nữa. Và chẳng những nhiều khi bây giờ ra đường ăn đòn mà sau này chắc chắn là bị ăn đòn nữa. Thì đương nhiên cái thanh gươm và cái lá chắn nó phải rụng. Mà nó rụng thì phải rung thôi. Thấy không? Dạ. Đó, cái vấn đề là muốn trình bày. Thực chất là cái bản chất của cái xã hội Việt Nam bây giờ nó không còn là cộng sản nữa. Nó chỉ là cái vỏ thôi. Và bản chất của đó là tư bản đỏ. Tư bản đỏ là các hệ thống sân sau của nó, các con em của nó đã được là tạo cho một cái nền tảng về tài sản, tạo cho một nền tảng về cái tri thức để sau này tiếp tục là cai trị. Cho nên là chúng ta làm một cái công cuộc là nó phải triệt để không có một cái gọi là độc tài mới mang vỏ bọc cai trị chúng ta nữa. Đó, nên là mọi người sẽ thấy là bây giờ em có những bạn bè là nó theo hệ thống và nó giàu rồi. Đến nỗi bây giờ nó ăn năn á, nó nói chuyện với em á là nó không bao giờ like, không bao giờ gì, nhưng mà nó gọi điện cho em có khi cả tiếng á. Nó bảo là bây giờ ta phải làm sao. Thế cả bây giờ mày làm sao là cuộc đời của mày ta không có quyết định được. Tao viết bao nhiêu, tao nói bao nhiêu rồi. À thì nó bảo là bao nhiêu lần tao ăn tiền này tiền kia, tao có ghi sổ lại, tao để ba nơi. À tao đi ghi lưu bằng USB, rồi tao ghi bằng sổ, tao để ba nơi luôn. Và cái tiền đó là tao để, tao cất, tao giấu để sau này tao cần thiết thì tao đem trả lại, chứ tao không có tham nữa. Đó là có những người bạn nói như vậy đó. Là họ run từ lâu rồi chứ không phải là mới run đâu anh ạ. Đó. Nhưng mà tại sao họ không dám lên tiếng, họ như những người mạnh bạo như chúng ta? Tại vì họ vẫn chờ. Và nếu như bây giờ họ lên tiếng, họ có thể bị thịt ngay. Hay là họ bị cái gì đó nó bất ngờ quá, họ không sự chuẩn bị. Cho nên là trong hệ thống bây giờ rất nhiều người là hay gọi điện cho em tâm sự là tao nói mày như thế mày đừng có nói cho ai biết. À, chứ tao cũng chuẩn bị hết trơn. Và mày chuẩn bị về tiền bạc thì cũng có ngày mày bị cướp lại. Mày trốn chạy đi nơi khác á, thì mày cũng bị truy xuất cái nguồn gốc. À, thì bây giờ mày phải làm sao thì cuộc đời mày mày phải quyết định, chứ tao không thể quyết định thay cho mày được. Đó là rõ ràng ở trên thực tế ở trên Việt Nam này em nghe được. À, nhưng mà khi mà nói lên cái gì trên công luận, trên một nhóm á, ví dụ học cùng lớp hay là cùng nghề nghiệp thì không ai dám nói gì hết. Nhưng mà khi mà ngồi với nhau mà uống trà hay là có ly rượu á, là tuôn ra hết trơn luôn. Không có ai mà để cái gì ở trong bụng hết á. Cũng chửi tanh ra hết trơn đó anh ạ. Đó nó về đó. Thì đúng rồi, cái đó là bạn bè của anh thì còn không có ngạc nhiên mấy. Ngay cả anh á, là ở nước ngoài và cũng có nhiều người họ hoàn toàn xa lạ với anh. Nhưng mà họ vẫn tìm tới để mà họ tâm sự. Và nói vòng vo một hồi đi tới một cái chỗ là họ hỏi là bây giờ họ phải làm cái gì. Đó. Họ đưa ra cái tình huống là bây giờ nếu mà họ rút ra khỏi ngành là họ chết liền. Và bây giờ họ muốn rút ra khỏi ngành cũng không được nữa. Mà nếu mà họ đang vẫn tiếp tục nằm ngồi trong cái ngành mà họ không có làm đúng theo cái chỉ thị, cái mệnh lệnh thì họ cũng kẹt. Bây giờ họ làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ họ ngồi đó họ chém gió, chấm câu đâu có được đâu. Tại vì nó phải có cái chỉ tiêu, nó có cái sự quan sát, nó có sự kiềm chế. Đó. Thì anh mới nói là cái quan trọng ở chỗ là mình phải mạnh mẽ. Ở cái chỗ là mình cảm thấy là cái đó là cái chuyện không thể nào tiếp tục duy trì thì mình thoát ra khỏi đó. Còn mình ngồi trong đó là mình vẫn tiếp tục mình đồng lõa. Cho dù mình không có ra cái chỉ thị để cho nó đàn, để cho những cái thằng lính lát ở dưới tay mình nó đàn áp người dân đi chăng nữa, mà một cái thằng nào khác nó ra cái lệnh đó, mình cũng là đồng lõa. Tại vì mình ngồi đó, mình ngồi im, mình không hoàn toàn không can thiệp, và mình để cho cái chuyện đó xảy ra. Thì á, theo anh hỏi anh là ví dụ như trong cái trường hợp như vậy, những cái người ở trong cái cơ chế họ làm cái gì? Bạn bè của anh có khi nào họ nghĩ là họ mạnh mẽ đủ để mà họ bước ra khỏi cái ngành hay không? À, thực ra em nói anh là họ cũng có làm đấy anh ạ. Như là khi em đặt ra một vấn đề nào đó, họ biết nhưng mà họ rút một cách từ từ. Ví dụ gia đình em có bạn thân là hai vợ chồng là đều làm trong nhà nước. Thì họ rút một người ra trước. Họ rút một người ra trước và một người là chuẩn bị rút. À, họ chuẩn bị hết. Nhưng mà họ làm một cách từ từ và họ muốn là âm thầm lặng lẽ, chứ họ không có phô trương, họ không có là phải lên tiếng mạnh mẽ như chúng ta.
như em á, là họ bảo là giờ ta phải làm gì, thì em nói là bất tuân dân sự, thì những cái phương pháp đó mày cứ làm. Thì nó bảo là bây giờ có một mình thì làm được không, bà cứ làm đi, mày làm rồi nhiều người khác vẫn âm thầm làm với mày, tao vẫn làm với mày mà. Thì là nó đã thực hiện, những cái bạn bè mà liên lạc với em là muốn bức xúc, muốn làm cái gì đó, thì họ đã bất tuân dân sự từ lâu rồi. Đó là tất cả những cái phương pháp họ đã bất tuân dân sự rồi. Rồi tất cả nhiều người cứ âm thầm lặng lẽ bất tuân dân sự, thì nó là có một cái sức mạnh ghê gớm. Như em nói là cái chuyện này nó hơi buồn cười, là ở cái bên farm của em á, là trong tổ điện, thì là bị người ta vào, người ta chia rẽ, người ta nói em là người xấu, là phải canh chừng, phải này phải kia. Nhưng mà khi em nói người ta là bây giờ điện á, thì 14 ngày mới phải trả. Thì bây giờ ai đóng tiền điện trễ hết, nhưng mà bây giờ canh á, có người tới canh thì người ta lại báo cho em trước là mày đi đi chuẩn bị có thằng nó vào canh ngay. Có nghĩa là người dân sẵn sàng là người ta không lên tiếng nói, nhưng mà người ta hỗ trợ những người như em, và người ta thấy cái điều em nói là đúng, là tốt, người ta thực hiện anh ạ. Đó, người ta chỉ cần biết là làm cái gì, cứ thế làm. Đó là cái điều cơ bản. Nó rất là hay. Người ta không cần phải ra có một bạn mình. Có một bạn hỏi anh nói thế nào là bất tuân dân sự đi, thì mình xin trả lời là nó có một cái trang, nó tên là bất tuân dân sự 2018 BTGS 2018 ở trên Facebook á. Muốn biết thế nào là bất tuân dân sự cứ vô trong cái trang đó, là nó có đầy đủ các thông tin để mình đưa cái đường dẫn đó, để cho những bạn nào mà chưa có biết thế nào là bất tuân dân sự á, thì đi vô trong cái đường dẫn đó. Dạ. Để em trả lời luôn cho mọi người với bạn đó hiểu luôn. Bất tuân là có nghĩa là ta không tuân theo. Ta là dân sự, ta là một người dân. Có cái sự việc gì mà nó bất công, nó là gây khó khăn cho ta, nó gây chèn ép ta, thì ta bất tuân nó, có nghĩa là ta không tuân theo nó. Thì nó gồm bao gồm tất cả rất nhiều biện pháp, như là bất tuân về kinh tế, bất tuân về y tế, bất tuân về giáo dục, bất tuân về văn hóa, kể cả là biểu tình xuống đường, nó cũng là một trong các biện pháp bất tuân dân sự. Và thì bất tuân dân sự nó là một từ khóa để biểu thị là tất cả các hành động từ nhỏ tới lớn, từ cá nhân đến là tất cả mọi người chung với nhau, để biểu thị cái là người dân không mong muốn những cái điều sai trái, những cái điều mà áp bức, những cái điều mà khó khăn gây cho người dân, đó là bất tuân dân sự. Kể cả biểu tình nó cũng là một trong biện pháp bất tuân dân sự đó. Đúng rồi, biểu tình là một, chỉ là một từ khóa thôi ạ. Ừ. Anh muốn hiểu thêm thì anh có thể nghe cái livestream của anh Diêu từ số 100 đến 108, hoặc là anh vào cái trang bất tuân dân sự 2018 anh đọc thêm ạ. Và mọi người có thể là vào đó đọc nghe để hiểu sâu thêm. Dạ. Có mà sẵn nói một chuyện bất tuân dân sự, nó có một cái câu hỏi một số bạn đưa ra là giống như là phản biện. Họ nói là bất tuân dân sự có phải là đánh phá và làm hư hoại cái nền kinh tế của đất nước hay không? Thì cái đó cũng là một cái trò của chơi chữ, tại vì cái đất nước nó khác cái chế độ. Đánh phá cái nền kinh tế này là đánh phá cái nền kinh tế của chế độ, chứ không phải là đánh phá kinh tế của đất nước. Tại vì nó chỉ dùng cái tiền thuế của người dân để nó bảo vệ cái chế độ và nó duy trì cái chế độ, chứ nó không có bảo vệ đất nước và nó không có duy trì cái đất nước. Nó ăn tiền thuế để mà nó nuôi một cái quân đội, nó nuôi một cái công an, một cái lực lượng quân đội, một cái lực lượng công an rất lớn, nhưng mà hoàn toàn nó không có dám nói thẳng là đó là cái lực lượng Trung Quốc hay là cái tàu Trung Quốc, mà nó chỉ dám nói nó là tàu lạ hay là nước lạ thôi, đúng không? Và nó cũng không có dùng cái lực lượng công an để mà nó đánh những cái thằng côn đồ Trung Cộng ở trên cái đất nước Việt Nam, mà nó chỉ đánh dùng để đánh người dân Việt Nam, nếu mà người dân Việt Nam có cái phản ứng với lại cái tụi du khách Trung Cộng đó. Cho nên mình nói ra để mình giải thích là bất tuân dân sự là mình làm cho cái hòm xiển, cái rương hòm tiền bạc của chế độ nó cạn kiệt, để mình nó không có thể tiếp tục nó nuôi những cái lực lượng bảo vệ chế độ. Đó là cái chuyện quan trọng. Còn để em giải thích cho cái câu này cho nó rõ ràng hơn á, thì thực ra mọi người thấy trong một quốc gia
thì chính phủ có làm ra tiền không? Không. Bất cứ đảng phái nào có làm ra tiền không? Không. Quân đội là trách nhiệm là gìn giữ tổ quốc và bảo vệ nhân dân, có làm ra tiền không? Không. Công an có làm ra tiền không? Không. Chỉ có toàn bộ là mọi thành phần của xã hội, là lao động sản xuất, kinh doanh, du lịch các thứ, là gồm chia ra làm ba dạng người. Người sản xuất, người là trung gian, là người mua bán kinh doanh đó, và người tiêu thụ, là ba dạng người đó làm ra sản phẩm cho xã hội và làm ra tiền cho xã hội. Thì những người dân đóng thuế vào cái ngân sách của nhà nước, nhưng mà ở Việt Nam này cái ngân sách đó được tiêu pha như thế nào, chi phí như thế nào, người dân không được biết. Bởi vậy người dân á, làm các biện pháp bật tuân dân sự là đòi hỏi cái đồng tiền của người dân đóng thuế là phải được minh bạch, phải được rõ ràng. Nếu như không minh bạch, không rõ ràng thì người dân làm các biện pháp á, là làm cho cái sự chậm chế của cái ngân sách đó nó được thu hồi, làm cho cái nền kinh tế là nó phải là được rõ ràng hơn thì người dân mới tiếp tục là đóng thuế để xây dựng một cái xã hội tốt hơn nữa. Thì đó là mục tiêu của các biện pháp bất tuân dân sự. Nó là phải rõ ràng chứ không có ngụy biện là nền kinh tế của đất nước. Nhưng mà đất nước này là đất nước minh bạch hay là đất nước là mù mờ? Chúng mọi người dân Việt Nam có biết được là cái tiền thuế của chúng ta thu về họ tiêu pha những khoản nào, họ làm những cái gì cho chính cái xã hội của chúng ta tốt không? Về học hành, về giáo dục con em chúng ta có tốt không? Về công ăn việc làm của mỗi người dân có được bình đẳng về cơ hội, có được tốt không? Các công ty Trung Quốc vào chúng ta có được giảm thuế, có được tạo công ăn việc làm tốt hơn không? Rồi về là văn hóa chúng ta có được lành mạnh hơn không? Rồi về y tế chúng ta có được chăm sóc sức khỏe tốt hơn không? Rồi về là phúc lợi xã hội, chúng ta có được những người ví dụ như tàn tật, những người già, những trẻ em có được hưởng những cái phúc lợi xã hội mà đúng ra là họ vì thua thiệt, vì già yếu, vì trẻ em có được miễn phí hay là được tài trợ hay không? Hoàn toàn ở đây không thấy có, đúng không? Ở Việt Nam này không thấy có. Thì bao nhiêu tiền thuế của tất cả những người dân thu về đó đem đi làm cái gì? Đem đi xây tượng đài để ngắm cho quên đi cái nghèo à? Đem đi bắn pháo bông để cho mọi người ngắm để quên đi cái đói à? Cái điều đó người dân chúng tôi không chấp nhận. Bởi vậy chúng tôi bất tuân dân sự. Và bất tuân dân sự là gì? Thì đó là tất cả tổng hợp tất cả mọi phương pháp mà chúng tôi thể hiện lên cái tiếng nói của chúng tôi, là chúng tôi không chấp nhận những cái điều nó mù mờ, nó bưng bít, nó bao che, nó làm những cái chuyện xấu xa trên xã hội này như vậy. Chúng tôi mong muốn một xã hội tốt hơn cho cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi được người dân là phải được quyết định là cái quyền làm chủ của mình trên một xã hội. Toàn dân chúng tôi là phải quyết định được là xã hội này phải được toàn dân chúng tôi quyết định, chứ không phải là một đảng quyết định, không phải là một nhóm đảng và chính quyền nào quyết định hết được toàn bộ cái cuộc sống của người dân chúng tôi cả. Đó là tổng hợp tất cả các biện pháp bất tuân dân sự. Có một cái, hai cái câu hỏi. Cái câu thứ nhất là mình bất tuân dân sự rồi nó tiếp tục nó tăng thuế. Cái thứ để mình xin trả lời ngắn gọn là như này: nếu như mà mình không có tiêu xài thì nó có tăng thuế mấy đi chăng nữa, nó cũng không có tiền thuế nó chui vô trong cái hòm xiển được. Mình đã không có tiêu xài, ví dụ mình thay vì mình đi ra mình mua sắm lung tung xà bèn, bây giờ mình tự trồng, tự nuôi, mình tự ăn. Ngay cả mình không có gửi con cái đến trường cho nó đi học luôn, mình tự động ở nhà mình dạy nó, nếu mà có cái khả năng và có cái điều kiện, thì nó lấy cái thuế ở đâu ra? Ví dụ như tất cả các tiểu thương, tất cả mọi người đều cắt ít nhất là một nửa chi tiêu, thì đương nhiên là ít nhất một phần nửa của thuế nó giảm xuống cái gì nữa. Đó là cái quyết định của người dân, chứ tại sao mình phải đối phó theo cái chuyện thuế? Thuế là cái chuyện nó tăng mấy đi chăng nữa mà mình không có tiêu xài thì làm sao mà nó đánh thuế được? Rồi có một cái bạn tên là Henry Bành hỏi là như vậy nếu mà không có cảnh sát ai bảo vệ dân? Mình thấy cái câu hỏi rất là ngây ngô ở cái chỗ thực ra lực lượng công an nhân dân chưa bao giờ bảo vệ dân. Mà lực lượng công an nhân dân hiện giờ là lực lượng chính yếu và trực tiếp đàn áp dân. Tại sao là có nó có cái gọi là hiệp sĩ đường phố là làm cái gì? Tụi công an nó có đi ra nó bảo vệ người dân đâu? Người dân chỉ bảo vệ người dân chứ không có cái thằng công an nào bảo vệ người dân hết đó. Tất cả những cái vụ mà bị
trộm cướp, bị giật giọc, bị này kia nọ khác, có đi tới báo đồng công an vẫn là vô ích 100%. Chưa bao giờ có một cái lực lượng công an nào mà đi truy tìm để mà lấy lại của cải bị trộm cướp, bị giật giọc cho những cái khổ chủ. Mà ở Sài Gòn, bạn bè của mình cho nói, cho biết rằng là nếu mình cướp, bị cướp, mình có đường dây móc nối thì sẽ có một cái tổ chức, những người đàn anh biết là à, cái này là bạn bè gia đình của tao đó, mày trả lại đi, hoặc là chuộc lại với một cái số tiền rẻ. Chưa bao giờ có công an mà bảo vệ người dân. Cái câu thứ nhì mà các bạn gọi là Henry Bành hỏi, vậy kinh tế thụt lùi à? Kinh tế nào thụt lùi? Kinh tế nào thụt lùi? Kinh tế của đất nước Việt Nam đã thụt lùi là do cái bọn gọi là tham nhũng phá hoại rồi. Chứ mấy cái đó nó đâu có làm cho kinh tế thụt lùi đâu. Phải không? Cái đảng Cộng sản Việt Nam về cái chế độ, cái lực lượng bảo vệ chế độ cho đến ngày giờ này nó đâu có làm cái kinh tế nào phát triển kinh tế đâu. Nếu mà nó đã phát triển kinh tế làm sao mà nợ công chồng chất. Nó phát triển kinh tế là tại sao mà giá cả lúc nào cũng tăng vọt. Nó phát triển kinh tế cái kiểu gì mà lúc nào nó cũng phải tăng thuế, tăng phí. Ừ. Thì cái lực lượng mà bảo vệ chế độ để nó sinh ra để làm cái gì? Phải không? Chứng tỏ là cái anh này, Henry Bành này không có biết cái gì về cái thực tế của cái đất nước Việt Nam hết á. Em trả lời. Thực ra là nếu như á mà cái chuyện nói á, thực ra người dân đã bất tuân dân sự chưa? Họ một số người em không nắm rõ được bao nhiêu, tại vì là bất tuân dân sự này luôn âm thầm và nó an toàn cho mỗi người thực hiện, thì người dân đã bất tuân dân sự rồi. Còn cái xu hướng á, nhà cầm quyền này đã hết tiền để trả cho nước ngoài và nợ nần chồng chất, nên cái xu hướng tăng thuế của họ vẫn phải tăng. Và họ tăng thuế thì làm càng làm cho các người dân ở thành phần khác là bất mãn, thì họ lại càng mau đến cái chỗ chết. À, chứ cái các biện pháp bất tuân dân sự là những người mà từ mấy năm nay nghe là người ta đã âm thầm thực hiện rồi, và nhà cầm quyền run sợ tại vì họ không biết là ai, họ không biết là những ai đã làm. Bây giờ ví dụ đến đây thu thuế, em bảo em chưa có tiền, ở trong túi em có nhưng mà em bảo em chưa có, vài bữa nữa em đóng, rồi em chậm trễ em đóng, thì nếu mà vẫn trong khung đóng thuế thì họ cũng đâu làm gì được đâu. Có nghĩa là nếu như họ thu được một lần thì bây giờ ta đóng ra thành 2-3 lần. Nếu như họ đòi thu ngay thì ta cứ từ từ ta đóng. Đây đó đâu có sai pháp luật gì đâu mà họ làm gì được. Đó, cho nên các biện pháp bất tuân dân sự nó vô cùng biến ảo, nó vô cùng an toàn và nó kín kẽ. Cho nên là đâu có sai pháp luật gì đâu mà họ có thể là để ý được. Họ chỉ sợ những cái gì họ không nghe, họ không thấy. Đó, nhưng mà em thấy á, là tình hình là bên điện lực là cũng rối beng lên rồi đó. Đó là mới có điện thôi, rối beng lên là nào thì hối thúc, nào thì nào năn nỉ là cô ơi bọn cháu đi thu cực khổ lắm mà giờ chưa có tiền, thế vài bữa nữa cô có thì cô đóng. Sao đó, đó là cái xu hướng mà họ tăng thuế chắc chắn có, tại vì họ hết tiền rồi và họ phải xoáy vào sức dân, mà sức dân á, có hạn, không thể xoáy mãi được, thì lại càng tăng thêm cái sự phấn uất trong dân nữa thì họ lại càng đi đến điểm chết. Đó, bất tuân dân sự là phương pháp làm cho người dân luôn luôn ở cái trạng thái là an toàn, mé rồi là có nghĩa là tích lũy được cái sức khỏe về kinh tế, tích lũy được cái sự ổn định của cuộc sống của mình, mà nhà cầm quyền lại suy sụp từ từ từng mọi mặt. Đó là cái hay của bất tuân dân sự ạ. Có bạn Đào Đình Hiếu hay bạn nào đó mới nó hỏi là cần có bao nhiêu người thì mới đủ để bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự nó có cái tác dụng nhỏ, ít người thì tác dụng ít, đông người thì tác dụng càng mạnh, càng nhiều người là tác dụng nó càng mạnh. Càng nhiều người thì cái khoảng thời gian để mà nó gây ra tác động nó càng ít. Còn mà càng ít người thì nó càng lâu. Đó. Cho nên á, hồi nãy mình đã đưa ra một cái đường dẫn đến cái trang bất tuân dân sự 2018, đề nghị vô trong đó đọc
tất cả những cái thông tin đã có trong trong cái trang đó, thay vì hỏi những cái câu mình thấy hơi bị lòng vòng, tại vì á chứng tỏ là không có cái kiến thức nền tảng cũng như cũng không có hiểu quốc tu dân sự là cái gì. Và cái diễn đàn này á, mình nghĩ là không có nên dùng để mình khai triển những cái câu hỏi đáp thế nào là quốc tu dân sự, hoặc là vặn vẹo những cái chuyện mà mình đã nói từ lâu rồi. Mình chỉ đưa ra những cái câu hỏi để mà mình khai triển, chứ không phải cái diễn đàn này để đưa ra những cái câu hỏi để mà chất vấn, hoặc là đưa ra những cái câu hỏi để mà nghi vấn đó. Tại vì rõ ràng cái việc bất tu dân sự nó rất là đơn giản. Cái việc bất tu dân sự là cái việc mình không chấp nhận một cái chế độ hư hoại, cho nên mình bất tu và mình bất hợp tác với nó. Bất hợp tác nó có nghĩa rằng là mình không có nuôi, mình không có dùng kinh tế để mình nuôi, để mình nó tiếp tục nó dùng cái tiền lương, tiền thuế của mình. Các bạn hãy như bằng vẫn vòng vòng vô và bị hãm hiếp thì làm sao? Mẹ hồi giờ có bao nhiêu người hãm hiếp thì làm cái gì? Để mình cho bạn này đi đi, hình như bạn này cố tình là muốn phá hoại cái diễn đàn của mình hay sao á. Cho đi đi. Dạ, bởi vậy á là có nhiều bình luận nói là anh Gio bị Henry Bành xa chủ đề. Thì để quay lại chủ đề, thì em, cái nhận định của em là người trong nước á, là em thấy á là trong cái cuộc chiến này thì nhà cầm quyền mới là người đang run sợ trước nhân dân. Đó, mọi người hãy cố gắng lên. Và sắp tới đây thì anh Diêu sẽ đưa ra là một cái danh sách bất tuân dân sự, là làm những cái gì cụ thể, thì mong mọi người share ra và dỉ tai nhau để mọi người cùng làm. Đó, rồi á là ai muốn hiểu sâu thêm về bất tuân dân sự là gì, nó có như thế nào, nó có tác dụng như thế nào, nó gây cái sức mạnh như thế nào, thì có thể nghe lại cái live stream của anh Diêu là từ số 100 đến 108, và có cái trang là Bất Tuân Dân Sự 2018. Ai muốn tìm hiểu sâu thêm để hiểu rõ ngọn ngành tất cả mọi thứ thì vô đó để tìm hiểu sau ạ. Chứ còn trên diễn đàn thì cái thời gian có hạn thì chúng ta không nên tranh luận nhiều. Và trước nhà em thì bây giờ là cũng có đối thủ chuẩn bị quấy giày, em mới quay đó, chắc em phải xử lý bọn này. Rồi có một bạn hỏi một câu là đi vào cái trọng tâm cái chủ đề, thì cái trọng tâm chủ đề của cái việc mình nói là rung á, là nó đã nằm trong cái livestream độc thoại cách đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, và bây giờ nó đang nằm ở trong một cái livestream hội thoại. Thì bây giờ mình muốn nói bất cứ chuyện gì nó suy xoay quanh cái chuyện gọi là rung là đều đúng cái chủ đề hết á. Và đặc biệt á, cái bất tu dân sự là cái mà nó đang làm cái chế độ và cái đảng cộng sản nó rung nhất, tại vì nó không có cái đường nào nó đỡ đó, nó đâu có biết ai đâu, như anh nói nó không có biết ai làm, nó không có biết thực hiện như thế nào. Ví dụ như mình là cái người chủ xướng cái chuyện đó, mình đặt ra, mình mở ra một cái trang rồi mình mới nhận ra những cái tin nhắn, mình nhận được rất là nhiều cái tin nhắn, những cái chia sẻ, thì mình mới biết được họ nghĩ cái gì, mình mới biết họ đã làm cái gì. Thậm chí họ là những cái người họ đề đạt, họ đưa ra rất là nhiều cái đề nghị mà mình không thể nào mình tưởng tượng được, mình không thể nào mình ngờ trước được. Tại vì nó rất là thực tế và nó rất là đi sát vô trong cái đời sống của họ. Cho nên đó, mà những cái đó là những cái mà cái nhà cầm quyền nó không có kiểm soát được. Tại vì nó không có biết ai làm cái gì đó. Mình đi ra ngoài đường mình biểu tình thì á, nó có thể nó dàn quân ra để mà nó ngăn cản, rồi nó trẻ nhỏ rồi nó đem về đồn nó đánh, để rồi nó ép buộc là phải ký giấy cam đoan thế này thế kia thế nọ. Còn cái bất tu dân sự là hoàn toàn nó không có cách gì mà nó ngăn chặn được, nó càng cố gắng nó bồi đắp vào cái ngân sách bằng cách nó tăng thuế thì người dân càng căm phẫn, mà người dân càng căm phẫn thì họ lại càng tiếp tục họ bất tuân, mà người dân càng tiếp tục bất tuân thì nó càng đi tới cái chỗ càng bế tắc. Tại vì nó không có lấy đâu ra tiền để mà nó vận hành hết đó. Cái chuyện đơn giản là như vậy. Tất cả cái kiều hối trên cái đất nước Việt Nam trong vòng mấy năm qua, mỗi năm có chừng 10 tỷ. Mỗi năm có chừng 10 tỷ. Mà tổng doanh thu cho đến ngày giờ này theo World Bank là Việt Nam khoảng 200 tỷ. Có nghĩa là 199 tỷ là tiền
thu nhập được cái chuyện từ bán khoáng sản, từ tiền thuế của người dân, từ cái chuyện trao đổi, từ cái chuyện này kia nọ khác. Có nghĩa rằng là cái sức dân ở trong nước là cái sức quyết định quan trọng nhất. Ví dụ như người dân, chỉ 50% dân số Việt Nam quyết định họ cắt giảm 50% chi phí, mình bảo đảm cái kinh tế, cái chế độ kiệt quệ sụp đổ liền. Nó đơn giản như vậy, cái con số mình tính rất là đơn giản như vậy. Chỉ cần một tuần lễ, tất cả mọi chuyện nó ngưng trệ, nó không có hoạt động như thế nào, không có hoạt động được nữa là nó sụp. Nó đơn giản là như vậy, mà nó hết sức là nó kín đáo, nó hết sức là an toàn, mà chẳng có ai biết được là ai làm cái gì đó. Đó là cái cốt lõi của vấn đề mà cái nhà cầm quyền nó không có cách nào mà nó đối phó được. Tại vì anh cứ tưởng tượng, chẳng lẽ bây giờ nó phái bao nhiêu nhân lực nó tới, nó gõ cửa từng nhà, nó nói là phải đi ra ngoài đường tiêu xài hả, phải đi ra ngoài đường mua sắm hả, hay để đi ra kia nhậu nhẹt, hay là tiếp tục hút thuốc lá, tiếp tục đánh lô đề, tiếp tục chơi vé số hả? Đâu có được, không bao giờ nó có đủ nhân lực nó làm chuyện đó. Bây giờ mà nó chơi cái trò mà nó phát tờ rơi, nó nói bà con đừng có bắt tôi dân sự, thì người ta cười ra trong mặt nó. Tại vì bắt tôi dân sự là kêu gọi người dân tiết kiệm mà, kêu gọi người dân sống khỏe mạnh mà, kêu gọi người dân đừng có phung phí mà nó biểu người dân đừng có bắt tôi dân sự, hóa ra nó bắt người dân phải phung phí, người dân phải nhậu nhẹt, người dân phải hút thuốc lá, người dân phải bê thà, rồi thử thời thử vận đỏ đen, đánh lô đề chơi vé số à. Như vậy thì cái tết nó càng chứng minh cho người ta thấy là cái chế độ này, cái chế độ hết sức là tồi tàn, thấy không? Cho nên rõ ràng cái bất tu dân sự là một cái chiến lược để thực hiện, để mà làm cho nó đẩy tới cái chỗ nó suy yếu đến cái độ nó không có cục cựa được. Đến cái khi mà các bạn ra ngoài đường mà thấy không còn cái thằng mấy thằng nhóc mà coi như là mặt búng ra sữa ra mà đứng cản dân nữa, lúc đó xuống đường. Lúc đó xuống đường là nó sập à. Tại vì nó không còn cái gì để mà nó đỡ nữa hết á. Nó đơn giản là như vậy. Khi các biện pháp bất tuân dân sự nó được thực hiện, mỗi người chúng ta cùng thực hiện, rồi chúng ta liên kết với nhau, rỉ tai cho nhau cùng thực hiện, nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng là tê liệt cái hệ thống cấp dưới từ dưới lên. Và đến khi đó nó thuộc là gọi là vỡ trận về tất cả mọi vấn đề. Ví dụ như là kinh tế vỡ trận. Thực ra em đã thấy những cái dấu hiệu của vỡ trận về kinh tế rồi. Rồi vỡ trận về y tế, vỡ trận về giáo dục thì nó sẽ xảy ra hàng loạt. Và nhà cầm quyền là không còn làm cái gì ngoài sự bất lực được nữa. Và cái cuộc chiến này là chúng ta sẽ thắng. Rõ ràng là điều đó. Mà chúng ta có bạn nói là làm. Các bạn nói là nó sẽ đi cướp đất. Bây giờ nó cướp đất đã làm cái gì? Nó cướp đất nó bán cho ai? Nó cướp đất để nó có cái hiệu quả kinh tế nào? Phải không? Bây giờ nó cứ cho nó cướp đất, cứ cho nó tăng thuế, cứ cho nó cái tăng giá tất cả mọi thứ. Ví dụ như 50 triệu người dân quyết định là họ không có tiêu xài, không có cái gì nữa. Họ tự động họ nuôi, họ trồng thú vật, họ trao đổi thực phẩm, họ trao đổi xăng dầu, hay là chỉ mua một cách rất là dè xén cái chuyện xăng dầu. Thì hỏi bây giờ nó mua đất, nó cướp đất để làm cái gì? Nó bán cho ai? Và nó có riêng về vấn đề cướp đất nào? Riêng về vấn đề cướp đất là em nói là 5 điểm. Cái thứ nhất á, là người bị cướp đất á, thống kê cái tài sản của họ bị cướp, ngăn cản cái sự xây dựng. Tại vì đất nó có giá trị sử dụng, muốn đất nó sinh sôi ra tiền bạc thì phải sử dụng đất, chăm sóc đất để cho đất nó bền vững. Bây giờ họ cướp nhưng mà họ không thể sử dụng được. Nếu chúng ta ngăn cản, chúng ta phá ngày phá đêm thì nó không có thể cướp được. Và họ công ty nào nó mua bán mà gặp chúng ta cứ phá. Thì phá là bằng cách nào? Đâu cần phải là đem gậy gộc đến đánh đâu. Chúng ta là ví dụ có thể đến nhà của cán bộ mà ký giấy cướp đất là khóc lóc về tác động đến vợ con của nó sợ chứ. Đó. Rồi thì chúng ta là đi tìm ngay những cái địa điểm mà họ cướp của mình để gây khó dễ cho cái chuyện mà nó định cướp đất để bán làm trung tâm thương mại, thì chúng ta ngăn cản cái sự mua bán, hoặc là chúng ta có thể là ngồi đọc kênh trù ẻo cho thằng nào mua mảnh đất này. Đó là những cái biện pháp. Cho nên đất nó chỉ có giá trị khi chúng ta chăm sóc nó,
sử dụng nó, bồi dưỡng nó để mà thu lấy những cái quyền lợi. Chứ còn họ cướp, họ định là xây trung tâm thương mại hay là xây chung cư để họ bán thì phải có người mua, mà bây giờ chúng ta ngăn cản cái sự mua bán đó, chúng ta ngăn cản những cái chuyện đó bằng cái liệu pháp thông minh, thì những cái tiền bạc họ đổ ra để cướp đất đó nó trở thành vô nghĩa. Đó, nó không phải sợ. Đối với các người, đối sách chúng ta có những cách thông minh để làm. Có người mới nói là nó cướp đất để nó bán cho Trung Quốc hay nó bán cho nước ngoài. Thực ra cái tụi nước ngoài mà mình nói là cái tụi nước ngoài tử tế, nó mua một cái gì đó nó phải có một cái hiệu quả kinh tế, nó phải có một cái mục đích kinh tế nào đó. Chứ nó cướp đất nó bán cho cái bọn nước ngoài mà nó thấy không làm nó đồng xu tới tiền, bọn nước ngoài nó đâu có ngu gì nó mua, đúng không? Còn nếu mà nó cướp đất mà nó bán cho tụi Trung Quốc, mà người dân đã có cái ý thức bất tuân dân sự, chẳng lẽ bây giờ tự nhiên tụi Trung Quốc nó mua một cái nhà, mua một cái miếng đất xong nó ngồi đó, nó xây cái nhà lên, nó xây nhà để làm cái gì, nó sống với ai? Người dân Việt Nam không có hợp tác với nó, không có mua bán với nó, không có giao thiệp với nó. Thậm chí có những cái người mà họ còn cực đoan, họ canh me, hả, nó đập vài cây vô trong đầu coi thử là có dám ở ngồi đó, ở đó sống tại đó không, thấy không? Nó chơi luật rừng, nó chơi luật rừng gì, thấy không? Mình đã nói là cái quốc tuân dân sự là nó đẩy người dân đến một cái chỗ ý thức. Thứ nhất, ý thức đây là quyền lợi của mình, ý thức đây là cái chuyện mình đấu tranh cho mình, cho cái đời sống của mình, cho cái tương lai của mình, cho tương lai con cháu của mình, xa hơn là cho tương lai của đất nước mình. Đó. Và cái thứ ba là cái ý thức đoàn kết. Nếu mà mình đã ý thức mình đoàn kết, mình đã bảo vệ với nhau rồi, nó chơi luật rừng với ai? Lúc đó mình giả sử như một bầy công an nó vô, nó cướp đất, nó cưỡng chế, 1.000 người, 2.000 người, 5.000 người kéo tới, mỗi người cầm một viên đá thôi, luyện cho nó một phát coi thử cái thằng nào sống sót. Đừng có nói cái chuyện là nó chơi luật rừng, tại vì người dân chưa có đủ ý thức và chưa có đủ cái đoàn kết, cho nên tụi nó vẫn chơi cái trò côn đồ để mà nó hành hung người dân. Nếu mà người dân đã đoàn kết thực với nhau thực sự rồi hả, cái luật càng rừng là nó càng chết nhanh. Tụi nó chơi cái trò càng rừng là nó càng chết nhanh. Bây giờ nó còn mặc cái quân phục, sắc phục công an, nó ra ngoài đường người ta còn nể, người ta còn sợ cái bộ sắc phục đó. Nhưng mà bắt đầu nó chơi cái luật rừng mà khi người ta đi tới một cái đỉnh điểm mà nó chụp đầu, nó bẻ cổ ngay tại chỗ, nó mày đâu phải công an đâu, mày mấy con côn đồ. Thì hỏi lúc đó ai sợ? Cho nên mình nói cái chuyện rung ở đây không phải là mình tìm cách mình đấu trí những cái chuyện lặt vặt với tụi nó, mà tụi nó rung là tại vì đây là một cái chiến lược để mà nó loay hoay, nó không biết cái đường nào nó đối phó đó. Nó cướp đất nó bán cho ai, nó lên thuế để mà nó chèn ép ai, người ta không có mua, người ta không có xài, người ta không có hợp tác, thì nó lên thuế cho cái gì? Đó là chưa nói đến những cái hệ lụy về cái vấn đề kinh tế. Ví dụ như một cái thằng đại gia, nó có tay trong tay ngoài với nhà nước, nó xin được một giấy phép, nó mở một cái siêu thị thiệt là lớn, nó phải nghĩ đến cái vấn đề gọi là cái hiệu quả kinh tế của nó chứ, phải không? Bây giờ người dân bất thình lình người ta quyết định ta không mua vô, người ta không có vô cái siêu thị người ta mua đồ nữa, nó sống được bao nhiêu ngày? 10 ngày hay nửa tháng hay 1 tháng là nó chết liền. Tại vì nó lỗ lã, nó không có bán được hàng, nó phải trả tiền mặt bằng, nó phải trả tiền nhân viên, nó còn phong bì lớn, phong bì nhỏ để mà nó làm ăn chứ. Mà người dân quyết định không có mua hàng nó thì làm sao nó không chết. Đó là mình nói cái đơn vị nhỏ, mình nói cái đơn vị lớn hơn nữa. Cứ mỗi ngày trôi qua là nhà nước nó phải cần bao nhiêu nghìn tỷ để nó chi cho cái chuyện gì? Nó trả lương, nó chi phí cái này cái kia cái nọ, 100 thứ, 1.000 thứ. Bây giờ nó không có cái đó thì nó trả bằng cái gì? Nó lấy cái gì nó trả? Nó bán cái gì nó trả? Bây giờ mình hỏi nè, nó dám sắn đất, nó công khai nó bán cho Trung Quốc không? Mới ngấp nghé đòi thông qua cái luật gọi là đặc khu kinh tế, ba cái là thấy người dân đã điên loạn lên rồi. Nó dám công khai nó cắt đất nó bán cho Trung Quốc không? Và nó bây giờ cho dù nó cố gắng, nó chơi cái trò nó bán công khai, nó lén nó cắt đó, bộ người dân người ta không thấy, người ta không biết được điều đó. Cho nên nó rung là tại vì nó không có cái đường nó thoát ra. Nó đơn giản như vậy.
Nó rung khi người dân đã bất mãn, khi người dân đã quay lưng lại với nó là nó rung. Nó đơn giản là như vậy, chứ nó không có cái gì gọi là ghê gớm mà khó khăn đó. Nó không phải giống như là một cái trận đánh bằng cái vũ lực mà hai bên coi như đỏ súng, bên này có bao nhiêu sư đoàn, bên kia có bao nhiêu sư đoàn để mà đánh nhau. Mà đó là một cái cuộc chiến thầm lặng, nó không, nó là một cái thứ mặt trận mà bên phía nhà cầm quyền nó không có cái gì để nó kiểm soát được hết. Nó đơn giản là như vậy, phải không? Vâng. À, tất cả mọi biện pháp bất tuân dân sự thì anh Diêu sẽ lên một cái list để cho mọi người cùng thực hiện, rồi mọi người á là chia sẻ, giúp đỡ nhau, rỉ tai nhau, liên kết với nhau để mọi người cùng làm, thì chúng ta sẽ có một sức mạnh, đó là sức mạnh vô địch. À, và để tặng cho tất cả mọi người là đối nghịch lại cái từ run hôm nay của nhà cầm quyền, thì đó là một từ đan. Đan là nhảy. Người dân hãy nhảy múa, hãy thực hiện những cái điều mà chúng ta cứ vui vẻ chúng ta làm, là bất tuân dân sự nó cực kỳ là an toàn, cực kỳ là không có bị những cái gì là soi mói, làm khó làm dễ cả. Khi có danh sách đó rồi, mọi người á là hãy cùng nhau thực hiện, và chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để đi đến một cái công cuộc đấu tranh cho nó được đạt cái kết quả nó toàn diện, là không thể có độc tài độc đảng, dù mới hay cũ, dù bất cứ cái hình thức vỏ bọc nào cũng không thể tồn tại trên quê hương đau thương của chúng ta nữa. Dạ, xin cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Diêu, xin chào mọi người và chúc mọi người tự tin và chiến thắng. Rồi, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã xuất hiện và chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Mình hồi nãy mình thấy có như Cường, Nguyễn Phúc Cường nói là muốn có một cái câu hỏi. Cường đặt cho mình cái câu hỏi lại đi, mình chưa thấy cái câu hỏi đó, để mình trả lời lẹ rồi mình sẽ chấm dứt cái livestream trong vòng vài phút, tại vì nó đã kéo dài. Không mong muốn những cái điều sai trái, những cái điều mà áp bức, những cái điều mà khó khăn gây cho người dân, đó là bất tuân dân sự. Kể cả biểu tình nó cũng là một trong biện pháp bất tuân dân sự đó. Đúng rồi, đúng rồi, biểu tình là một, chỉ là một từ khóa thôi ạ. Ừ. Anh muốn hiểu thêm thì anh có thể nghe cái livestream của anh Diêu từ số 100 đến 108, hoặc là anh vào cái trang bất tuân dân sự 2018 anh đọc thêm ạ. Và mọi người có thể là vào đó đọc nghe để hiểu sâu thêm. Dạ. Có mà sẵn nói một chuyện bất tuân dân sự, nó có một cái câu hỏi một số bạn đưa ra là giống như là phản biện. Họ nói là bất tuân dân sự có phải là đánh phá và làm hư hoại cái nền kinh tế của đất nước hay không? Thì cái đó cũng là một cái trò của chơi chữ. Tại vì cái đất nước nó khác cái chế độ. Đánh phá cái nền kinh tế này là đánh phá cái nền kinh tế của chế độ, chứ không phải là đánh phá kinh tế của đất nước. Tại vì nó chỉ dùng cái tiền thuế của người dân để nó bảo vệ cái chế độ và nó duy trì cái chế độ, chứ nó không có bảo vệ đất nước và nó không có duy trì cái đất nước. Nó ăn tiền thuế để mà nó nuôi một cái quân đội, nó nuôi một cái công an, một cái lực lượng quân đội, một cái lực lượng công an rất lớn, nhưng mà hoàn toàn nó không có dám nói thẳng là đó là cái lực lượng Trung Quốc hay là cái tàu Trung Quốc, mà nó chỉ dám nói nó là tàu lạ hay là nước lạ thôi, đúng không? Và nó cũng không có dùng cái lực lượng công an để mà nó đánh những cái thằng côn đồ Trung Cộng ở trên cái đất nước Việt Nam, mà nó chỉ đánh dùng để đánh người dân Việt Nam, nếu mà người dân Việt Nam có cái phản ứng với lại cái tụi du khách Trung Cộng đó. Cho nên mình nói ra rồi mình giải thích là bất tuân dân sự là mình làm cho cái hòm xiển, cái rương hòm tiền bạc của chế độ nó cạn kiệt, để mà nó không có thể tiếp tục nó nuôi những cái lực lượng bảo vệ chế độ. Đó là cái chuyện quan trọng. Đẹp giải thích cho cái câu này cho nó rõ ràng hơn á. Thì thực ra mọi người thấy trong một quốc gia thì chính phủ có làm ra tiền không? Không. Bất cứ đảng phái nào có làm ra tiền không? Không. Quân đội là trách nhiệm là gìn giữ tổ quốc và bảo vệ nhân dân, có làm ra tiền không? Không. Công an có làm ra tiền không? Không. Chỉ có toàn bộ là mọi thành phần của xã hội, là lao động sản xuất, kinh doanh, du lịch các thứ, là gồm chia ra làm ba dạng người. Người sản xuất
Người á là trung gian, là người mua bán kinh doanh đó, và người tiêu thụ là ba dạng người đó làm ra sản phẩm cho xã hội và làm ra tiền cho xã hội. Thì những người dân đóng thuế vào cái ngân sách của nhà nước, nhưng mà ở Việt Nam này cái ngân sách đó được tiêu pha như thế nào, chi phí như thế nào, người dân không được biết. Bởi vậy người dân á, làm các biện pháp bật tuân dân sự là đòi hỏi cái đồng tiền của người dân đóng thuế là phải được minh bạch, phải được rõ ràng. Nếu như không minh bạch, không rõ ràng thì người dân làm các biện pháp á, là làm cho cái sự chậm chế của cái ngân sách đó nó được thu hồi, làm cho cái nền kinh tế là nó phải là được rõ ràng hơn thì người dân mới tiếp tục là đóng thuế để xây dựng một cái xã hội tốt hơn nữa. Thì đó là mục tiêu của các biện pháp bất tuân dân sự, nó là phải rõ ràng chứ không có ngụy biện là nền kinh tế của đất nước. Nhưng mà đất nước này là đất nước minh bạch hay là đất nước là mù mờ, chúng mọi người dân Việt Nam có biết được là cái tiền thuế của chúng ta thu về họ tiêu pha những khoản nào, họ làm những cái gì cho chính cái xã hội của chúng ta tốt không, về học hành, về giáo dục con em chúng ta có tốt không, về công ăn việc làm của mỗi người dân có được bình đẳng về cơ hội có được tốt không, các công ty Trung Quốc vào chúng ta có được giảm thuế, có được tạo công ăn việc làm tốt hơn không, rồi về là văn hóa chúng ta có được lành mạnh hơn không, rồi về y tế chúng ta có được chăm sóc sức khỏe tốt hơn không, rồi về là phúc lợi xã hội chúng ta có được những người ví dụ như tàn tật, những người già, những trẻ em có được hưởng những cái phúc lợi xã hội mà đúng ra là họ vì thua thiệt, vì già yếu, vì trẻ em có được miễn phí hay là được tài trợ hay không, hoàn toàn ở đây không thấy có, đúng không? Ở Việt Nam này không thấy có. Thì bao nhiêu tiền thuế của tất cả những người dân thu về đó đem đi làm cái gì? Đem đi xây tượng đài để ngắm cho quên đi cái nghèo à? Đem đi bắn pháo bông để cho mọi người ngắm để quên đi cái đói à? Cái điều đó người dân chúng tôi không chấp nhận. Bởi vậy chúng tôi bất tuân dân sự. Và bất tuân dân sự là gì? Thì đó là tất cả tổng hợp tất cả mọi phương pháp mà chúng tôi thể hiện lên cái tiếng nói của chúng tôi, là chúng tôi không chấp nhận những cái điều nó mù mờ, nó bưng bít, nó bao che, nó làm những cái chuyện xấu xa trên xã hội này như vậy. Chúng tôi mong muốn một xã hội tốt hơn cho cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi được người dân là phải được quyết định là cái quyền làm chủ của mình trên một xã hội. Toàn dân chúng tôi là phải quyết định được là xã hội này phải được toàn dân chúng tôi quyết định, chứ không phải là một đảng quyết định, không phải là một nhóm đảng và chính quyền nào quyết định hết được toàn bộ cái cuộc sống của người dân chúng tôi cả. Đó là tổng hợp tất cả các biện pháp bất tuân dân sự. Có một cái, hai cái câu hỏi. Cái câu thứ nhất là mình bất tuân dân sự rồi nó tiếp tục nó tăng thuế. Cái thứ để mình xin trả lời ngắn gọn là như này: nếu như mà mình không có tiêu xài thì nó có tăng thuế mấy đi chăng nữa, nó cũng không có, có tiền thuế nó chui vô trong cái hòm xiển được. Mình đã không có tiêu xài, ví dụ mình thay vì mình đi ra mình mua sắm lung tung xà bèn, bây giờ mình tự trồng, tự nuôi, mình tự ăn. Ngay cả mình không có gửi con cái đến trường cho nó đi học luôn, mình tự động ở nhà mình dạy nó, nếu mà có cái khả năng và có cái điều kiện. Thì nó lấy cái thuế ở đâu ra? Ví dụ như tất cả các tiểu thương, tất cả mọi người đều ít nhất là một nửa chi tiêu, thì đương nhiên là ít nhất một phần nửa của thuế nó giảm xuống cái gì nữa. Đó là cái quyết định của người dân, chứ tại sao mình phải đối phó theo cái chuyện thuế. Thuế là cái chuyện nó tăng mấy đi chăng nữa mà mình không có tiêu xài thì làm sao mà nó đánh thuế được. Rồi có một cái bạn tên là Henry Bành hỏi là như vậy nếu mà không có cảnh sát ai bảo vệ dân. Mình thấy cái câu hỏi rất là ngây ngô ở cái chỗ thực ra lực lượng công an nhân dân chưa bao giờ bảo vệ dân, mà lực lượng công an nhân dân hiện giờ là lực lượng chính yếu và trực tiếp đàn áp dân. Tại sao là có, nó có cái gọi là hiệp sĩ đường phố là làm cái gì? Tụi công an nó có đi ra nó bảo vệ người dân đâu? Người dân chỉ bảo vệ người dân chứ không có cái thằng công an nào bảo vệ người dân hết á. Tất cả những cái vụ mà bị trộm cướp, bị giật dọc, bị này kia nọ khác, có đi tới báo đồn công an vẫn là vô ích 100%. Chưa bao giờ có một cái lực lượng công an nào mà đi truy tìm để mà lấy lại của cải bị trộm cướp, bị giật dọc cho những cái khổ chủ. Mà ở Sài Gòn, bạn bè của mình cho biết rằng là nếu mình bị cướp, mình có đường dây móc nối thì sẽ có một cái tổ chức, những người đàn anh biết là cái này là
bạn bè gia đình của tao đó, mày trả lại đi, hoặc là chuộc lại với một cái số tiền tiền rẻ. Chưa bao giờ có công an mà bảo vệ người dân. Cái câu thứ nhì mà các bạn gọi là Henry Bành hỏi, vậy kinh tế thụt lùi à? Kinh tế nào thụt lùi? Kinh tế nào thụt lùi? Kinh tế của đất nước Việt Nam đã thụt lùi là do cái bọn gọi là tham nhũng phá hoại rồi. Chứ mấy cái đó nó đâu có làm cho kinh tế thụt lùi đâu. Phải không? Cái đảng Cộng sản Việt Nam về cái chế độ, cái lực lượng bảo vệ chế độ cho đến ngày giờ này nó đâu có làm cái kinh tế nào phát triển kinh tế đâu. Nếu mà nó đã phát triển kinh tế làm sao mà nợ công chồng chất. Nó phát triển kinh tế là tại sao mà giá cả lúc nào cũng tăng vọt. Nó phát triển kinh tế cái kiểu gì mà lúc nào nó cũng phải tăng thuế, tăng phí. Ừ. Thì cái lực lượng mà bảo vệ chế độ để nó sinh ra để làm cái gì? Phải không? Chứng tỏ là cái ông này, Henry Bành này không có biết cái gì về cái thực tế của cái đất nước Việt Nam hết á. Em trả lời. Thực ra là nếu như á mà cái chuyện nói á, thực ra người dân đã bất tuân dân sự chưa? Họ một số người em không nắm rõ được bao nhiêu, tại vì là bất tuân dân sự này luôn âm thầm và nó an toàn cho mỗi người thực hiện, thì người dân đã bất tuân dân sự rồi. Còn cái xu hướng á, nhà cầm quyền khi mà mình nói lý và cái người nào mà họ lắng nghe theo cái lý, đặc biệt là công khai, thì nó có thể nó biểu bảo vệ mình được. Còn khi mà mình nói lý mà nó không có tôn trọng cái lý, và đặc biệt đằng sau cái cánh cửa đó đó mình có rồi, bây giờ được rồi chưa? Bao giờ em sung sướng hơn hôm nay thì giải thích cho anh với mọi người hiểu á, là các cán bộ cấp cao của cái chính quyền này luôn luôn chơi chữ, và hôm nay anh Diêu chơi chữ lại hay quá. Chạy run. Tại sao không phải là sợ hãi hay là run sợ, mà nó là chỉ là run thôi. Tại vì á, run là một trạng thái á, bị động của một con người. Họ thực hiện cái gì đó mà họ không có chắc chắn, tại vì họ không chắc chắn được ngay vào chính cái hệ thống của họ, cho nên họ run. Đúng rồi. Và những cái hành động của họ, cái hành động của họ á, là họ không dám ra mặt. Các lãnh đạo cấp cao, mọi người có thấy á, là họ dám trường mặt ra trước nhân dân không? Họ dám trường mặt ra là ra đường, ra xá không? Họ trốn chui, trốn nhủi ở hầm, ở hang hay là ở trong phòng lạnh nào, đúng không? Và họ để cho cái công an, để cho cái hệ thống dân phòng này kia đối đầu với dân, chứ họ không dám trường mặt ra, đúng không? Thì đó là một trạng thái run. Đó là em cảm thấy là rất là vui ở cái đề tài ngày hôm nay. Thì em muốn lên xin anh vài phút để mà nói phân tích về cái là thực lý thuyết và cái hiện trạng. Thì thứ nhất là về lý thuyết thì em nói rồi, run là ở một cái trạng thái là họ đang sợ hãi, họ đang bị động, nhưng mà thực ra là họ đã có những cái bước tiến thực hiện, như là họ cho các thái tử đỏ đi học ở các nước phương Tây. Và về bây giờ là có những em gọi là thái tử đỏ rất là trẻ nhưng mà lại nắm cái số tài sản rất là lớn, để sau này á có thể là ví dụ chuyển đổi ở một cái gọi là một cái độc tài mới, thì con em họ lại nắm cái quyền là cai trị người dân tiếp. Cho nên là họ vẫn có cái tính toán ở đây, nhưng mà họ đang run sợ, họ đang run là những cái hoạt động đó có thành hiện thực hay không, cho nên họ run. Cái thứ hai nữa là họ run bởi những cái câu hỏi của chính ấy, là đồng đội, đồng chí của họ cấp dưới, là tại sao anh không ra anh nói chuyện với dân mà anh lại cứ đẩy là cán bộ cấp thấp như là công an, như là quân đội cấp thấp, như là những gọi là các chủ tịch xã, chủ tịch, phó chủ tịch xã ra để mà cưỡng chế nhân dân, mà những người đó phải đối đầu với nhân dân. Thì họ lại rất là đang run, tại vì họ không trả lời được cái câu hỏi đó. Họ có thể nói là tôi bận việc này việc kia, nhưng mà bây giờ là nếu như người dân đòi hỏi những cái cán bộ cấp thấp ở cái quyền hạn nào đó mà vượt quá cái thẩm quyền của cái cán bộ cấp thấp, thì yêu cầu là cán bộ cấp thấp sẽ hỏi những cái cán bộ cấp cao là giờ cái vấn đề này vượt quá quyền hạn của tôi thì anh phải ra đi chứ, thì họ lại cứ trốn chui trốn nhủi, cho nên họ là rất là run.
Đó là về lý thuyết. Còn về thực tế thì em là sống hàng ngày ở đây, em thấy này, em ví dụ như em đi cái đám, một cái đám giỗ thôi, thì trong một cái gia đình thì có những cán bộ, có những cán bộ thì người dân bây giờ đã dâm gian nói chuyện á, là về cho đặc, cho tàu thuê đặc khu, rồi thì những vấn đề xã hội á, là những cái cán bộ đó là trốn chui trốn nhủi về, họ không có dám nói một cái gì cả, có nghĩa là họ run về mặt á, là cái tư tưởng của họ không có hòa đồng được với người dân xung quanh, trong ngay chính cái gia đình của họ, dòng họ của họ là họ cũng run. À, nhưng mà em thấy một điều là nó có cái sự khác biệt so với trước đây á, là trước đây họ có tiền, họ giàu thì họ chơi, là ví dụ như có thể là bỏ tiền ra để cho anh em họ hàng nhậu nhẹt, á, là họ nói là mang tính chất là khoe khoang. Nhưng mà cái người dân á, là người ta mới đặt một câu hỏi á, là lương cán bộ của cấp thấp, cấp địa phương, ví dụ cấp xã, cấp huyện đi, là ba cọc ba đồng, mà tiền đâu á, mà nhiều thế, nào thì mua đất, mua đai, nhà cửa các thứ, rồi mua xe, mua cộ. Thì cái tư, cái cán bộ đó là lại cô lập lại, là không dám là khoe khoang nữa, lại giấu nhẹm những cái tài sản đó đi. À, thì lại tách biệt với lại chính là bà con dòng họ hàng xóm. À, thì đó chính là cũng là cái biểu hiện của cái sự run. À, đúng rồi. Rồi mới đây là em thấy là có cái sự thay đổi tiếp theo, là chính cái người cán bộ đó lại đi gần gũi với bà con dòng họ, lại gần gũi với những cái người xung quanh, là bảo là do cái này, do cái kia, chứ không phải là do họ. Có nghĩa là họ đổ thừa do cái thể chế, do cái cấp trên chỉ đạo, nên là họ mới thế, chứ không phải là tại họ. Cho nên là tại sao họ lại có cái động thái là gần gũi người dân như thế? Tại vì họ cũng run, họ biết là đã biết được là những cái tài sản đó họ cướp được, nó không có bền vững và họ có thể bị cướp, dân nhân dân cướp lại bất cứ lúc nào. Cho nên họ muốn bảo vệ cái tài sản đó. Cho nên là họ sẽ là có cái động thái là kiểu như là ăn năn hối lỗi, muốn quay trở lại với nhân dân. Đó là những cái cán bộ cấp thấp. Còn những cái em có quen biết những cái em gọi là công an xã. À, thì là công an xã thì hay có gọi là những cái đợt tập huấn. Cái đợt tập huấn á, thì nói chuyện với mấy em thì có những em bảo là trời ơi, ê, cái chuyện mà Trung Quốc cái chiếm cái đảo Hoàng Sa và bảy đảo của Trường Sa là mấy em cũng biết. Mấy em bảo trời ơi, tập huấn gì mà không tập huấn chống Trung Quốc nó chiếm hết biển đảo. Tại vì dân ở đây là dân đi biển, thì Trung Quốc nó hoành ngày đó là dân ở đây biết hết trơn. Đó, mà công an, chính công an đi tập huấn về bảo trời ơi, không có tập huấn gì chống Trung Quốc, mà toàn tập huấn là chống đảo cộng, chống tình. Rồi thì là tập huấn là dẹp lòng lề đường để mà cướp bóc hàng hóa của bà con ta. Thế tập huấn làm gì? Mà chính đó là lời nói của các em công an xã. Nó đi tập huấn về nó nói vậy. Thì chứng tỏ là đảng đang run, không phải run với nhân dân. Run với nhân dân á, thì cái chuyện đó là run từ bao đời nay rồi, bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà run với chính cái hệ thống của đảng nữa. À, thì phân tích tiếp là cái từ run này nếu mà tiếng Anh á, thì nó là có nghĩa là chạy. Chạy á, thì em đang nhận biết được có hai luồng chạy, nghĩa là các cán bộ cấp cao, cái luồng chạy ra nước ngoài đã có nhiều năm rồi, họ mang tiền bạc, mang tài sản ra các nước phát triển như là châu Âu, rồi Mỹ, rồi Canada để mua nhà, mua cửa, con cái học hành bên đó. Thì cái sự chạy đó đang bị siết lại bởi luật Mansky là đóng băng tài sản và trả người về. Nếu không chứng minh được cái nguồn gốc tài sản đó thì họ lại vẫn tiếp tục run. Đó là các cán bộ cấp cao có đủ tiền, đủ bạc để làm cái chuyện đó. Còn một cái phong trào nữa đang chạy mà rất ít người nhận ra, đó là người miền Bắc đang chạy vào miền Nam. Và em là trong giới làm ăn cho nên là em biết là họ đem những cái tiền mà có thể là họ trước đây là sân sau của đảng, họ có một số tiền. Và tại sao họ lại chạy vào miền Nam để mua đất, để này kia? Tại vì dù sao cái người dân miền Nam á, họ đã trải qua một cái thời kỳ gọi là cái thời Việt Nam Cộng Hòa, được 20 năm sống trong cái xã hội dân chủ tự do. Họ không quá thú tính,
họ không quá đến nỗi là tàn sát ác như miền Bắc. Ác như miền Bắc là sao? Cái người trộm chó mà họ có thể vây lại đánh chết mà. Người miền Bắc cũng đã sợ cái dân miền Bắc, có nghĩa là được đào tạo, được giáo dục nhồi sọ một cách thú tính, là khi mà bất mãn lên có thể là giết tất, à, có thể đánh đập tất. Cho nên là đang có một phong trào là người miền Bắc có tiền bán nhà bán cửa để mà di chuyển cái nhà cửa và cái công việc làm ăn vào miền Nam. Đó là cái may là em nói cái khía cạnh đó chứ mà anh mà nói khía cạnh đó là coi như anh có gạch đá anh xây nhà thoải mái luôn. Tại vì họ nói là sẽ nói là đó là phân biệt vùng miền đó. À, em là người gốc từ miền Bắc em đi vào miền Nam em mới nói như vậy được, chứ tụi anh mà nói vậy là công ty này công ty nọ rồi nó cũng không phải là thuần thành và theo đảng hay cái gì hết, mà nó ngồi ở một cái vị trí, ngay cả nó lên nó làm hiệu phó hiệu trưởng nó cũng phải là vô đảng, chưa chắc là nó yêu đảng hay là nó cũng trung thành với chế độ cái quái gì hết, mà rõ ràng là gia đình nó dòng họ nó bắt đầu phải đối diện những cái khó khăn, thì cái đám dân chính đảng nó lung lay. Mà nó cái đám gọi là dân chính đảng nó lung lay á, nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy khác về cái đám mà gọi là thuần thành đảng, nó đang nằm trong một cái cơ chế mà đặc biệt là trong cái gọi là cái lực lượng vũ trang và cái lực lượng trực tiếp bảo vệ chế độ. Tại vì không ít thì nhiều nó cũng có những cái dây mơ rễ má trong đó, nó có những cái sự liên hệ trong đó. Rồi tự nhiên mình thấy rõ ràng cái thanh gươm và cái lá chắn nó càng ngày nó càng mỏng đi đó. Và bắt đầu cái tâm lý về cái chuyện gọi là cái ích lợi của nó. Tại vì ngày xưa nó đặt để lên cái vấn đề gọi là cái lý tưởng, là nó sẵn sàng nó hy sinh vì cái lý tưởng. Thì bây giờ cái đó nó không còn nữa. Thì bây giờ nó được cân đo đong đếm bằng cái giá trị vật chất. Mà cái giá trị vật chất nó càng ngày nó càng kiệt. Thì đương nhiên là nó bắt đầu nó phải ngồi nó tính lại chứ. Nó thấy cái đó nó không có đáng cái đầu tư. Tại vì chui vô, ngay cả chui vô công an 113 phải chung chi là 500 triệu. Rồi ngồi trên cái ghế cao hơn nhiều khi 1 tỷ thì phải lấy lại cho được cái vốn đầu tư chứ. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là càng ngày nó càng suy sụp, không có lấy lại vốn đầu tư nó lỗ. Chẳng những nó lỗ mà nhiều khi ra đường ăn đòn nữa. Và chẳng những nhiều khi bây giờ ra đường ăn đòn mà sau này chắc chắn là bị ăn đòn nữa. Thì đương nhiên cái thanh gươm và cái lá chắn nó phải rụng. Mà nó rụng thì phải rung thôi. Thấy không? Dạ. Đó, cái vấn đề là anh muốn trình bày. Thực chất là cái bản chất của cái xã hội Việt Nam bây giờ nó không còn là cộng sản nữa, nó chỉ là cái vỏ thôi. Và bản chất của đó là tư bản đỏ. Tư bản đỏ là các hệ thống sân sau của nó, các con em của nó đã được là tạo cho một cái nền tảng về tài sản, tạo cho một nền tảng về cái tri thức để sau này tiếp tục là cai trị. Cho nên là chúng ta làm một cái công cuộc là nó phải triệt để, để không có một cái gọi là độc tài mới mang vỏ bọc cai trị chúng ta nữa. Đó, nên là mọi người sẽ thấy là bây giờ em có những bạn bè là nó theo hệ thống và nó giàu rồi. Đến nỗi bây giờ nó ăn năn, nó nói chuyện với em là nó không bao giờ like, không bao giờ gì, nhưng mà nó gọi điện cho em có khi cả tiếng. Nó bảo là bây giờ ta phải làm sao. Thế cả bây giờ mày làm sao là cuộc đời của mày ta không có quyết định được. Tao viết bao nhiêu, tao nói bao nhiêu rồi. À, thì nó bảo là bao nhiêu lần tao ăn tiền này tiền kia, tao có ghi sổ lại, tao để 3 nơi. À, tao đi ghi lưu bằng USB, rồi tao ghi bằng sổ, tao để 3 nơi luôn. Và cái tiền đó là tao để, tao cất, tao giấu để sau này tao cần thiết thì tao đem trả lại, chứ tao không có tham nữa. Đó là có những người bạn nói như vậy đó. Là họ run từ lâu rồi chứ không phải là mới run đâu anh ạ. Đó. Nhưng mà tại sao họ không dám lên tiếng, họ như những người mạnh bạo như chúng ta? Tại vì họ vẫn chờ. Và nếu như bây giờ họ lên tiếng, họ có thể bị thịt ngay, hay là họ bị cái gì đó nó bất ngờ quá, họ không sự chuẩn bị. Cho nên là trong hệ thống bây giờ rất nhiều người là hay gọi điện cho em tâm sự là tao nói mày như thế, mày đừng có nói cho ai biết. À, chứ tao cũng chuẩn bị hết trơn. Và mày chuẩn bị về tiền bạc thì cũng có ngày mày bị cướp lại, mày trốn chạy đi nơi khác á, thì mày cũng bị truy xuất cái nguồn gốc. À, thì bây giờ mày phải làm sao thì cuộc đời mày mày phải quyết định, chứ tao không thể quyết định thay cho mày được. Đó là rõ ràng ở trên thực tế ở trên Việt Nam này em nghe được. À, nhưng mà khi mà nói lên cái gì trên công luận, trên một nhóm á, ví dụ học cùng lớp hay là cùng nghề nghiệp, thì không ai dám nói gì hết.
Nhưng mà khi mà ngồi với nhau mà uống trà hay là làm có ly rượu á, là tuôn ra hết trơn luôn, không có ai mà để cái gì ở trong bụng hết á, cũng chửi tanh ra hết trơn đó anh ạ. Đó nó về đó. Thì đúng rồi, cái đó là bạn bè của anh thì còn không có ngạc nhiên mấy. Ngay cả anh á là ở nước ngoài và cũng có nhiều người họ hoàn toàn xa lạ với anh. Nhưng mà họ vẫn tìm tới để mà họ tâm sự. Và nói vòng vo một hồi đi tới một cái chỗ là họ hỏi là bây giờ họ phải làm cái gì đó. Họ đưa ra cái tình huống là bây giờ nếu mà họ rút ra khỏi ngành là họ chết liền, và bây giờ họ muốn rút ra khỏi ngành cũng không được nữa. Mà nếu mà họ đang vẫn tiếp tục nằm ngồi trong cái ngành mà họ không có làm đúng theo cái chỉ thị, cái mệnh lệnh thì họ cũng kẹt. Bây giờ họ làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ họ ngồi đó họ chém gió chấm câu đâu có được đâu. Tại vì nó phải có cái chỉ tiêu, nó có cái sự quan sát, nó có sự kiềm chế. Đó. Thì anh mới nói là cái quan trọng ở chỗ là mình phải mạnh mẽ. Ở cái chỗ là mình cảm thấy là cái đó là cái chuyện không thể nào tiếp tục duy trì thì mình thoát ra khỏi đó. Còn mình ngồi trong đó là mình vẫn tiếp tục mình đồng lõa. Cho dù mình không có ra cái chỉ thị để cho nó đàn, để cho những cái thằng lính lát ở dưới tay mình nó đàn áp người dân đi chăng nữa, mà một cái thằng nào khác nó ra cái lệnh đó, mình cũng là đồng lõa. Tại vì mình ngồi đó, mình ngồi im, mình không hoàn toàn không can thiệp, và mình để cho cái chuyện đó xảy ra. Thì á, theo anh hỏi anh là ví dụ như trong cái trường hợp như vậy, những cái người ở trong cái cơ chế họ làm cái gì? Bạn bè của anh có khi nào họ nghĩ là họ mạnh mẽ đủ để mà họ bước ra khỏi cái ngành hay không? À, thực ra em nói anh là họ cũng có làm đấy anh ạ. Như là khi em đặt ra một vấn đề nào đó, à, họ biết nhưng mà họ rút một cách từ từ. Ví dụ gia đình em có bạn thân là hai vợ chồng là đều làm trong nhà nước, thì họ rút một người ra trước, họ rút một người ra trước và một người là chuẩn bị rút, à, họ chuẩn bị hết. Nhưng mà họ làm một cách từ từ và họ muốn là âm thầm lặng lẽ, chứ họ không có phô trương, họ không có là phải lên tiếng mạnh mẽ như chúng ta. Như em á, là họ bảo là giờ ta phải làm gì, thì em nói là bất tuân dân sự, thì những cái phương pháp đó mày cứ làm. Thì nó bảo là bây giờ có một mình thì làm được không, và cứ làm đi, mày làm rồi nhiều người khác vẫn âm thầm làm với mày, tao vẫn làm với mày mà. Thì là nó đã thực hiện, những cái bạn bè mà liên lạc với em là muốn bức xúc, muốn làm cái gì đó, thì họ đã bất tuân dân sự từ lâu rồi. Đó, là tất cả những cái phương pháp họ đã bất tuân dân sự rồi. Rồi tất cả nhiều người cứ âm thầm lặng lẽ bất tuân dân sự, thì nó là có một cái sức mạnh ghê gớm. Như em nói là cái chuyện này nó hơi buồn cười. Là ở cái bên farm của em á, là trong tổ điện, thì là bị người ta vào, người ta chia rẽ, người ta nói em là người xấu, là phải canh chừng, phải này phải kia. Nhưng mà khi em nói người ta là bây giờ điện á, thì 14 ngày mới phải trả. Thì bây giờ ai đóng tiền điện trễ hết. Nhưng mà bây giờ canh á, có người tới canh thì người ta lại báo cho em trước là mày đi chuẩn bị có thằng nó vào canh ngay. Có nghĩa là người dân sẵn sàng là người ta không lên tiếng nói, nhưng mà người ta hỗ trợ những người như em. Và người ta thấy cái điều em nói là đúng, là tốt, người ta thực hiện anh ạ. Đó, người ta chỉ cần biết là làm cái gì, cứ thế làm. Đó là cái điều cơ bản. Nó rất là hay. Người ta không cần phải ra. Có một bạn hỏi anh nói thế nào là bất tuân dân sự đi, thì mình xin trả lời là nó có một cái trang, nó tên là bất tuân dân sự 2018, BTGS 2018 ở trên Facebook á. Muốn biết thế nào là bất tuân dân sự cứ vô trong cái trang đó, là nó có đầy đủ các thông tin để mình đưa cái đường dẫn đó, để cho những bạn nào mà chưa có biết thế nào là bất tuân dân sự á, thì đi vô trong cái đường dẫn đó. Dạ. Để em trả lời luôn cho mọi người với bạn đó hiểu luôn. Bất tuân là có nghĩa là ta không tuân theo. Ta là dân sự, ta là một người dân. Có cái sự việc gì mà nó bất công, nó là gây khó khăn cho ta, nó gây chèn ép ta, thì ta bất tuân nó, có nghĩa là ta không tuân theo nó. Thì nó gồm bao gồm tất cả rất nhiều biện pháp, như là bất tuân về kinh tế, bất tuân về y tế, bất tuân về giáo dục, bất tuân về văn hóa, kể cả là biểu tình xuống đường, nó cũng là một trong các biện pháp bất tuân dân sự. Và
thì bất tuân dân sự nó là một từ khóa để biểu thị là tất cả các hành động từ nhỏ tới lớn, từ cá nhân đến là tất cả mọi người chung với nhau, để biểu thị cái là người dân này đã hết tiền để trả cho nước ngoài và nợ nần chồng chất, nên cái xu hướng tăng thuế của họ vẫn phải tăng. Và họ tăng thuế thì làm càng làm cho các người dân ở thành phần khác là bất mãn, thì họ lại càng mau đến cái chỗ chết. Chứ cái các biện pháp bất tuân dân sự là những người mà từ mấy năm nay nghe là người ta đã âm thầm thực hiện rồi, và nhà cầm quyền run sợ tại vì họ không biết là ai, họ không biết là những ai đã làm. Bây giờ ví dụ đến đây thu thuế, em bảo em chưa có tiền, ở trong túi em có nhưng mà em bảo em chưa có, vài bữa nữa em đóng, rồi em chậm trễ em đóng, thì nếu mà vẫn trong khung đóng thuế thì họ cũng đâu làm gì được đâu. Có nghĩa là nếu như họ thu được một lần thì bây giờ ta đóng ra thành 2-3 lần, nếu như họ đòi thu ngay thì ta cứ từ từ ta đóng. Đây đó đâu có sai pháp luật gì đâu mà họ làm gì được. Đó, cho nên các biện pháp bất tuân dân sự nó vô cùng biến ảo, nó vô cùng an toàn và nó kín kẽ, cho nên là đâu có sai pháp luật gì đâu mà họ có thể là để ý được. Họ chỉ sợ những cái gì họ không nghe, họ không thấy. Đó, nhưng mà em thấy á, là tình hình á, là bên điện lực là cũng rối beng lên rồi đó. Đó là mới có điện thôi, rối beng lên là nào thì hối thúc, nào thì nào năn nỉ là cô ơi bọn cháu đi thu cực khổ lắm mà giờ chưa có tiền, thế vài bữa nữa cô có thì cô đóng. Sao đâu, đó là cái xu hướng mà họ tăng thuế chắc chắn có, tại vì họ hết tiền rồi và họ phải xoáy vào sức dân, mà sức dân á, có hạn, không thể xoáy mãi được, thì lại càng tăng thêm cái sự phấn uất trong dân nữa thì họ lại càng đi đến cái điểm chết. Đó, bất tuân dân sự là phương pháp làm cho người dân luôn luôn ở cái trạng thái là an toàn, mé rồi là có nghĩa là tích lũy được cái sức khỏe về kinh tế, tích lũy được cái sự ổn định của cuộc sống của mình, mà nhà cầm quyền lại suy sụp từ từ từng mọi mặt. Đó là cái hay của bất tuân dân sự ạ. Có bạn Đào Đình Hiếu hay bạn nào đó mới nó hỏi là cần có bao nhiêu người thì mới đủ để bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự nó có cái tác dụng nhỏ, ít người thì tác dụng ít, đông người thì tác dụng càng mạnh, càng nhiều người là tác dụng nó càng mạnh. Càng nhiều người thì cái khoảng thời gian để mà nó gây ra tác động nó càng ít, còn mà càng ít người thì nó càng lâu. Đó, cho nên á, hồi nãy mình đã đưa ra một cái đường dẫn đến cái trang bất tuân dân sự 2018, đề nghị vô trong đó đọc tất cả những cái thông tin đã có trong cái trang đó, thay vì hỏi những cái câu mình thấy hơi bị lòng vòng, tại vì á, chứng tỏ là không có cái kiến thức nền tảng, cũng như cũng không có hiểu bất tuân dân sự là cái gì. Và cái diễn đàn này á, mình nghĩ là không có nên dùng để mà mình khai triển những cái câu hỏi đáp thế nào là bất tuân dân sự, hoặc là vặn vẹo những cái chuyện mà mình đã nói từ lâu rồi. Đó. Mình chỉ đưa ra những cái câu hỏi để mà mình khai triển, chứ không phải cái diễn đàn này để đưa ra những cái câu hỏi để mà chất vấn, hoặc là đưa ra những cái câu hỏi để mà nghi vấn đó. Tại vì rõ ràng cái việc bất tuân dân sự nó rất là đơn giản. Cái việc bất tuân dân sự là cái việc mình không chấp nhận một cái chế độ hư hoại, cho nên mình bất tuân và mình bất hợp tác với nó. Bất hợp tác nó có nghĩa rằng là mình không có nuôi, mình không có dùng kinh tế để mình nuôi, để mình nó tiếp tục nó dùng cái tiền lương, tiền thuế của mình. Các bạn hãy như bằng vẫn vòng vòng vô và bị hãm hiếp thì làm sao? Mẹ hồi giờ có bao nhiêu người hãm hiếp thì làm cái gì? Để mình cho bạn này đi, hình như bạn này cố tình là muốn phá hoại cái diễn đàn của mình hay sao á. Cho đi. Dạ, bởi vậy á là có nhiều bình luận nói là anh Gio bị Henry Bành xa chủ đề. Thì để quay lại chủ đề, thì em, cái nhận định của em là người trong nước á, là em thấy á, là trong cái cuộc chiến này thì nhà cầm quyền mới là người đang run sợ trước nhân dân. Đó, mọi người hãy cố gắng lên. Và sắp tới đây thì anh Diêu sẽ đưa ra là một cái danh sách bất tuân dân sự, là làm những cái gì cụ thể.
thì mong mọi người share ra và dỉ tai nhau để mọi người cùng làm. Đó. Rồi á, là ai muốn hiểu sâu thêm về bất tuân dân sự là gì, nó có như thế nào, nó có tác dụng như thế nào, nó gây cái sức mạnh như thế nào, thì có thể nghe lại cái live stream của anh Diêu là từ số 100 đến 108 và có cái trang là bất tuân dân sự 2018. Ai muốn tìm hiểu sâu thêm để hiểu rõ ngọn ngành tất cả mọi thứ thì vô đó để tìm hiểu sau ạ. Chứ còn trên diễn đàn thì cái thời gian có hạn thì chúng ta không nên tranh luận nhiều. Và trước nhà em thì bây giờ là cũng có đối thủ chuẩn bị quấy giày, em mới quay đó. Chắc em phải xử lý bọn này. Rồi có một bạn hỏi một câu là đi vào cái trọng tâm cái chủ đề, thì cái trọng tâm chủ đề của cái việc mình nói là rung á, là nó đã nằm trong cái livestream độc thoại cách đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, và bây giờ nó đang nằm ở trong một cái livestream hội thoại. Thì bây giờ mình muốn nói bất cứ chuyện gì nó suy xoay quanh cái chuyện gọi là rung là đều đúng cái chủ đề hết á. Và đặc biệt á, cái bất tuân dân sự là cái mà nó đang làm cái chế độ và cái đảng cộng sản nó rung nhất, tại vì nó không có cái đường nào nó đỡ đó. Nó đâu có biết ai đâu, như anh nói, nó không có biết ai làm, nó không có biết thực hiện như thế nào. Ví dụ như mình là cái người chủ xướng cái chuyện đó, mình đặt ra, mình mở ra một cái trang, rồi mình mới nhận ra những cái tin nhắn, mình nhận được rất là nhiều cái tin nhắn, những cái chia sẻ, thì mình mới biết được họ nghĩ cái gì, mình mới biết họ đã làm cái gì. Thậm chí họ là những cái người họ đề đạt, họ đưa ra rất là nhiều cái đề nghị mà mình không thể nào mình tưởng tượng được, mình không thể nào mình ngờ trước được. Tại vì nó rất là thực tế và nó rất là đi sát vô trong cái đời sống của họ. Cho nên đó, mà những cái đó là những cái mà cái nhà cầm quyền nó không có kiểm soát được, tại vì nó không có biết ai làm cái gì đó. Mình đi ra ngoài đường mình biểu tình thì á, nó có thể nó dàn quân ra để mà nó ngăn cản, rồi nó trẻ nhỏ rồi nó đem về đồn nó đánh, để rồi nó ép buộc là phải ký giấy cam đoan thế này thế kia thế nọ. Còn cái bất tuân dân sự là hoàn toàn nó không có cách gì mà nó ngăn chặn được. Nó càng cố gắng nó bồi đắp vào cái ngân sách bằng cách nó tăng thuế thì người dân càng căm phẫn. Mà người dân càng căm phẫn thì họ lại càng tiếp tục họ bất tuân. Mà người dân càng tiếp tục bất tuân thì nó càng đi tới cái chỗ càng bế tắc. Tại vì nó không có lấy đâu ra tiền để mà nó vận hành hết đó. Cái chuyện đơn giản là như vậy. Tất cả cái kiều hối trên cái đất nước Việt Nam trong vòng mấy năm qua, mỗi năm có chừng 10 tỷ, mỗi năm có chừng 10 tỷ, mà tổng doanh thu cho đến ngày giờ này theo World Bank là Việt Nam khoảng 200 tỷ. Có nghĩa là 199 tỷ, 190 tỷ là tiền thu nhập được cái chuyện từ bán khoáng sản, từ tiền thuế của người dân, từ cái chuyện trao đổi, từ cái chuyện này kia nọ khác. Có nghĩa rằng là cái sức dân ở trong nước là cái sức quyết định quan trọng nhất. Ví dụ như người dân, chỉ 50% dân số Việt Nam quyết định họ cắt giảm 50% chi phí, mình bảo đảm cái kinh tế, cái chế độ kiệt quệ sụp đổ liền. Nó đơn giản như vậy, cái con số mình tính rất là đơn giản như vậy. Chỉ cần một tuần lễ, tất cả mọi chuyện nó ngưng trệ, nó không có hoạt động như thế nào, không có hoạt động được nữa là nó sụp. Nó đơn giản là như vậy, mà nó hết sức là nó kín đáo, nó hết sức là an toàn, mà chẳng có ai biết được là ai làm cái gì đó. Đó là cái cốt lõi của vấn đề mà cái nhà cầm quyền đó, nó không có cách nào mà nó đối phó được. Tại vì anh cứ tưởng tượng, chẳng lẽ bây giờ nó phái bao nhiêu nhân lực, nó tới nó gõ cửa từng nhà, nó nói là phải đi ra ngoài đường tiêu xài hả, phải đi ra ngoài đường mua sắm hả, hay để đi ra kia nhậu nhẹt, hay là tiếp tục hút thuốc lá, tiếp tục đánh lô đề, tiếp tục chơi vé số hả? Đâu có được, không bao giờ nó có đủ nhân lực nó làm chuyện đó. Bây giờ mà nó chơi cái trò mà nó phát tờ rơi, nó nói bà con đừng có bất tuân dân sự thì người ta cười ra trong mặt nó. Tại vì bất tuân dân sự là kêu gọi người dân tiết kiệm, nó chết liền. Anh biết sao không? Tại vì em làm ăn là em có mặt ở trong các nhóm là hội đồng hương, rồi hội học chung, rồi hội khởi nghiệp, rồi hội là nông nghiệp sạch, rồi hội thủy sản. Cho nên là có họ tìm hiểu những người có nguồn gốc Bắc và vào đây sinh sống như thế nào, làm ăn có được không. Và họ trực tiếp họ liên lạc với em, họ hỏi thăm là giá đất như thế nào, vào đó ngành nghề nào thì làm ăn được. Cho nên em nắm được cái xu thế đó.
là có thực tế thì em mới nói. Chứ còn không có thực tế thì em không có bao giờ nói được cái chuyện là đặt không thành có. Anh biết sao không? Tại vì em luôn luôn trong người em luôn luôn có một cái tép là cái sổ em ghi chép. Em ghi chép để và em á, là thống kê xem là những cái thành phần đối tượng nào nói những cái gì và bao nhiêu đó, thì khi nào em xác định được cái số liệu á, là nó mang tính chất là khẳng định nên một cái xu thế thì em mới nói. Rồi em có là một cái gọi là thống kê về giới công nhân, là giới lao động họ nói gì. Thì họ nói á, là bây giờ là chịu cái cuộc sống á, là cực khổ mà đè nén mà nhục. Công nhân Việt Nam bây giờ là đa số nói, người nói là công ty nước ngoài như công ty Paulsen, rồi công ty may mặc, rồi công ty giày da. Các công nhân nói là nhục bỏ mẹ lên, nó bắt làm thế này, nó bắt làm thế kia, nhục lắm. Bây giờ là bao nhiêu năm tháng là chịu khổ cực như thế. Bây giờ nếu như mà người Việt Nam mà đồng lòng á, là tôi sẵn sàng là tôi nghỉ việc một tháng hoặc hai tháng để mà cho nó thay đổi, để mà được sống á, là được tôn trọng hơn, được làm việc là đúng cái sức lao động của mình hơn. Chứ bây giờ tôi không cần là tôi đói nhịn khát một hai tháng cũng được. Nhưng mà vấn đề là chúng ta chưa liên kết được để mà đồng lòng được như thế. Rất nhiều công nhân là nói nhục lắm, nhục bỏ mẹ lên. Bây giờ sẵn sàng là nghỉ việc, là gọi là chấp nhận là đói khổ trong một hai tháng để nó thay đổi. Chứ còn không có chấp nhận là cứ chịu nhục, chịu hèn mãi được. Đó là những cái xu thế thực sự là trong người dân là nói lên. Đó. Như hồi nãy chị Hoa Cúc Quỳ, thực ra là tên là Nguyễn Thị Tiết Lê, là bữa trước em có liên lạc với cái nick là Hoa Cúc Quỳ, thì không biết là sau khi chị bị bắt, chị có bị đánh đập hay gì, thì em cũng là xin chia sẻ với chị. Nhưng mà em có liên lạc với chị để nói là có một người và một số anh em gần chị ở ngay Bình Chánh, đó là anh Huy Trương, cũng đang nghe ở trong cái diễn đàn này. Thì chị liên lạc với anh Huy Trương để mà có cái sự hỗ trợ gần bên chị, để chị đỡ phải chịu cái sự đánh đập và ngăn cản và gây khó dễ cho chị nữa. Hồi nãy á, là chị Nguyễn Thị Tuyết Lê, nick trước là Hoa Cúc Quỳ, và vừa nãy là nick là người Bình Định á, hay liên lạc với anh Huy Trương. Anh Huy Trương là cái avatar màu vàng đó, có cánh tay giơ lên đó, là anh ấy cũng ở Bình Chánh, và anh ấy cũng có một số anh em, rồi sau này có thể hỗ trợ chị. Chị liên lạc với anh Huy Trương nhé. Đó là những người em biết là ở Bình Chánh có thể hỗ trợ chị. Cảm ơn. Anh Chiêu có câu hỏi nào cho em nữa không ạ? Thế này, thấy cái chữ rune này hay quá. Anh thì trước khi em đặt câu hỏi á, thì anh chị nói một chuyện. Hồi nãy giờ có mấy bạn ý kiến là em để cái chân lên thì làm cái nhiều người coi như là bị không mất tập trung, rồi cứ lo nhìn cái chân của em chứ không có nghe cái lời nói của em, cho nên nó hơi bị rối loạn một chút. Còn cái chuyện câu hỏi á, thì anh thấy nó như thế này nè. Cái vấn đề gọi là di cư ở trong cái đất nước Việt Nam nó không có lớn bằng cái vấn đề gọi là di cư ra bên ngoài. Tại vì khi mà một cái chế độ mà nó thay đổi, cái di cư đâu trong cái đất nước Việt Nam nó cũng không có chạy đi đâu được hết. Nó cũng sẽ thiết lập lại cái sự công bằng nào đó. Còn chạy ra bên nước ngoài bây giờ nó là một cái điều vô cùng khó khăn. Tại vì nó bị những cái áp lực về cái vấn đề gọi là phải minh bạch, phải rõ ràng về vấn đề tiền bạc. Tại vì rõ ràng là những cái đất nước, anh giả sử như đất nước Úc, người ta không có ưa những cái trò gọi là tham nhũng, vác tiền tham nhũng đi ra bên ngoài. Và đặc biệt là người dân Việt Nam ở nước ngoài họ cũng không có ưa mấy cái chuyện đó. Thì họ có chạy được qua bên Úc chẳng hạn thì họ sống ở những cái miền rất là xa xôi, hay là những cái chỗ mà họ xa lánh để mà họ tự sống, thì có mang tiền ra nước ngoài sống như vậy, sống cũng rất là khổ sở, giống cái chuyện gì mà vui sướng hết á. Còn mấy cái ông cán bộ ngay bây giờ có tiền cũng không có dám tiêu xài, đâu có cái gì đâu mà sướng, phải không? Ăn có tiền cũng không dám xài, có tiền cũng không dám khoe, nó còn khổ hơn là không có tiền nữa đó. Cho nên hồi trước cái giai đoạn mấy ông nội là có tiền thì tự nhiên đem ra khoe, mấy ông công tử, mấy cái ông gọi là các coi như là gì đó, dân chơi xài thành với là dân chơi Hà Thành, bắt đầu sắm xe sắm cộ, nhưng mà phải khoe chứ. Sắm xong thì phải khoe đó. Mà khoe thì bị dân đập. Cho nên bây giờ ức lắm. Có tiền không có dám xài.
Mà chẳng những bây giờ không dám khoe vì sợ dân chửi, mà nhiều khi bây giờ khoe nhiều khi ăn đòn nữa là không chừng. Chứ thực ra bây giờ ngay cả nó có tham nhũng nó cũng đâu có sung sướng khỉ gì đâu, đúng không? Nó chui rút ở một cái góc nào đó để mà nó sống, nó hưởng thụ một cách coi như là thầm kín, một cách coi như là khổ sở, chứ nó đâu có được công khai mà vênh váo nữa đâu, thấy không? Cho nên nó rung ở một cái góc độ đó là cái rung cũng rất là ghê gớm, chứ nó không phải là đơn giản là nó rung là đến cái ngày mà nó bị phán xét đâu. Cái giai đoạn mà trước khi phán xét nó mới bị rung ghê lắm, chứ không phải là rung vừa vừa đâu. Vâng. À, thứ nhất là xin lỗi mọi người là cái ghế em ngồi nó không có chỗ gác, nhưng mà em là thể hiện là cái sự thoải mái. Nếu anh chị có thấy phản cảm thì em xin lỗi. Để em nói tiếp á, là hai cái luồng chạy đó là nó thế nào. Thứ nhất á, là đối với những cán bộ cấp cao, cái tiền bạc đó, cái tài sản đó họ có được bằng cách cướp của nhân dân, thì họ có đem đi đâu thì cũng bị truy ra cái nguồn gốc đó là cái nguồn gốc là không hợp pháp. Cho nên với cái tư duy cướp đó, họ đi đó, bất cứ đâu trên thế giới này họ cũng bị phỉ nhổ, và họ cũng sẵn sàng là bị thu lại bất cứ lúc nào bằng cái thể chế là minh bạch, bằng cái luật Mazki. Họ chỉ có tham nhũng và cướp bóc được an toàn nếu như họ đem tất cả những thứ đó đi cung căng. À, còn đối với những cán bộ cấp thấp, họ có thể đang di cư từ miền Bắc vào miền Nam, nhưng mà nếu như có sự thay đổi về thể chế triệt để thì họ cũng sẽ bị truy ra nguồn gốc cái tài sản đó, nó là không hợp pháp. À, có nghĩa là cái họ đang đối diện với cái nỗi sợ nhất của con người, đó là nỗi sợ về tinh thần là không được người dân ủng hộ, người dân phỉ nhổ, người dân đòi truy cái nguồn gốc cái tài sản đó ra. Cho nên họ đang chạy hai cái xu hướng là cán bộ cấp cao chạy ra nước ngoài, cán bộ cấp thấp thì chạy vào miền Nam để đỡ bị cái sự truy sát là mà thú tính ở miền Bắc. Thì họ vẫn phải đối mặt với cái sự gọi là cô đơn hay là cô độc về tinh thần, là họ luôn luôn sợ hãi bị truy ra những cái tội ác mà họ đã gây ra. Cho nên là mọi người không phải lo, họ chỉ đang chạy lòng vòng trong cái vòng luẩn quẩn thôi. Còn họ không thể nào có một cái lối thoát nào cả, họ đang vô cùng bất lực và họ đang vô cùng khổ sở. Cho nên đó là trạng thái run của họ. Lâu nay cán bộ cấp cao họ luôn luôn chơi chữ, họ luôn luôn đặt ra cho người ta suy nghĩ những cái câu. Ví dụ như họ xây cái đài tưởng niệm cho Hoàng Sa, họ đặt lên đó một cái tên là Ngày Mai Gặp Lại Hoàng Sa. Mọi người mới đọc qua mà không suy nghĩ thì nghe có vẻ là nó bình thường, nhưng mà thực sự là bất cứ lúc nào mà đọc cái câu Ngày Mai Gặp Lại Hoàng Sa có nghĩa là vẫn là ngày mai mới gặp lại, chứ không bao giờ. Đúng rồi. Cho nên họ rất chơi chữ, thì lại gặp hôm nay gặp anh Diêu lại còn chơi chữ còn cao hết đó, cho nên họ run là phải rồi. Dạ. Đúng rồi. Cái chuyện mà anh muốn đưa ra cái khía cạnh run ở đây á, là nó nằm ở trong một cái giai đoạn tâm lý mà họ phải tìm cách họ khỏa lấp, hoặc là tìm cách họ củng cố nó, nhưng mà thực tế là họ không có củng cố được. Tại vì bây giờ rõ ràng là cái mạng xã hội này nó có cái tác động ghê gớm lắm, và nó làm cho những cái người mà gọi là hồi giờ, đặc biệt là cái đám mà nó gọi là dân chính đảng á, cái đám mà